Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 88. Triệu Thiên Hòa thì sao? Chẳng lẽ Triệu Thiên Hòa có thể coi thường tính mạng người dân Hoa Quốc à? Ông ta chỉ vì vài người vi hào mà dám ra tay hại người, chẳng lẽ ông ta đã quên mình đang ở Hoa Quốc? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Ngày nay, với sự trở lại của cường giả ngoài lãnh thổ của các quốc gia, các võ giả đều có những đặc quyền tương đối ở đất nước của họ. Nếu đặt ở quốc gia khác, đừng nói là hại người, cho dù là giết người ngoài đường, cũng tuyệt đối sẽ không có người dám ngăn cản. Nhưng chỉ có Hoa Quốc là khác, cho dù là người của năm đại danh sơn hay người của các môn phái lớn, đều hoàn toàn không có đặc quyền gì cả. Nhưng suy cho cùng người ra tay là Triệu Thiên Hòa. Vì vậy, khi Tiêu Chính Văn quay người đi về hướng khách sạn Vạn Thịnh, Quý Sương Nhi không khỏi cau mày. Đứng lại, anh có biết mình đang làm gì không? Nếu anh gây rắc rối sẽ làm liên lụy đến nhà họ Quý. Quý Sương Nhi tiến lên một bước, chắn trước mặt Tiêu Chính Văn trách mắng. Cô ta thấy, chẳng qua Tiêu Chính Văn ỷ vào thân phận của Tiểu Thái Tông mới dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Quý. Một mình tôi làm thì một mình tôi chịu trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến nhà họ Quý. Sau khi nói xong, Tiêu Chính Văn đẩy Quý Sương Nhi sang một bên, sải bước về phía trước. Ngay lúc Quý Sương Nhi sắp nổi giận, ông cụ Quý ở bên cạnh trừng mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói, Sương Nhi, cháu đừng quên mình là người nhà họ Quý. Mấy tiếng trước, người vi hào vừa gióng trống khua chiêng xâm chiếm Hoa Quốc, bây giờ có lý do gì để giảng hòa với chúng? Dù có phải trở thành kẻ thì của cả thế giới cũng nhất định phải đòi lại công bằng cho những chiến sĩ đã hy sinh. Chỉ trong đêm qua có hàng trăm người đã chết, bây giờ thi thể của họ còn chưa lạnh, võ tông Hoa Quốc lại coi người vi hào là khách quý, ngay cả ông cụ Quý cũng thấy chướng mắt. Cho dù có phải đắc tội với võ tông, nhà họ Quý cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn sải bước đi về phía khách sạn Vạn Thịnh, những người đang biểu tình cũng đều sôi sục cả lên. Không phải vừa rồi bọn họ không muốn đòi lại công bằng với người vi hào, mà chỉ là bọn họ hoàn toàn không có sức mạnh. Lúc này, đã có võ giả Hoa Quốc dẫn đầu, họ đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những người vi hào đó. Chúng ta cùng đi tìm những người vi hào đó để đòi lại công bằng. Đúng vậy, không thể để bọn chúng tùy ý làm bậy trên lãnh thổ Hoa Quốc của chúng ta. Nhất định phải đuổi bọn chúng ra khỏi Hoa Quốc. Nhất thời, hàng chục nghìn người biểu tình đều theo Tiêu Chính Văn đi về phía khách sạn Vạn Thịnh. Lúc này, trong sảnh lớn ở khách sạn Vạn Thịnh đang tổ chức một buổi tiệc sang trọng cao cấp nhất. Mấy người Yamamoto Keiichi ngồi ở giữa, người ngồi cùng ở hai bên không chỉ có những nhân vật đại diện cho năm đại danh sơn, mà còn có hơn chục đệ tử thế hệ trẻ, tất cả đều ngồi ở bên cạnh. Những thế hệ trẻ có mặt lần này đều là những người tài giỏi trong năm đại danh sơn. Cậu Yamamoto, người này là thủ lĩnh của thế hệ trẻ trong năm đại danh sơn của Hoa Quốc chúng tôi, tên là Quách Tiếu Thiên. Cậu ấy còn là cháu ruột của Quách Trường Phong. Triệu Thiên Hòa giới thiệu với Yamamoto Keiichi. Ồ, cháu ruột của Quách Trường Phong ư, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Yamamoto Keiichi chắp tay nói với Quách Tiếu Thiên. Không dám, anh Yamamoto quá lời rồi. Quách Tiếu Thiên vội vàng đứng lên chào hỏi. Anh Quách, anh nghĩ sao về chuyện xảy ra ngày hôm qua? Nghĩ sao ư, phản ứng đầu tiên của đám người Quách Tiếu Thiên là sửng sốt, sau đó vẻ mặt có phần ngượng ngùng. Tuy rằng cuối cùng những võ sĩ vi hào đều chết dưới tay một người thần bí, nhưng trước đó, Hoa Quốc đã phải trả một cái giá rất thê thảm, thậm chí ngay cả bất tử quân của Hoa Quốc cũng bị đánh tơi bời. Đây rõ ràng là muốn làm mất mặt năm đại danh sơn. Nhưng sau khi Quách Tiếu Thiên nghĩ ngợi một lúc, lại nở nụ cười nói, thật ra, các tông chủ môn chủ đúng là quá tự cao tự đại, với thực lực của họ sao có thể ngăn cản tốc độ của sư phụ anh. Nhưng cho dù cuối cùng sư phụ của anh đã bị giết thảm hại, đó cũng là do đã trải qua mấy trận chiến cam go trước đó, nếu không, người thanh niên Hoa Quốc kia chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của sư phụ anh. Quách Tiếu Thiên đã không lên tiếng bênh vực cho Hoa Quốc, mà ngược lại còn bêu xấu các võ giả của Hoa Quốc. Theo quan điểm của hắn, chỉ cần có thể lấy lòng đám người Yamamoto, thì xem như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mà sư môn giao cho. Hơn nữa, trở thành bạn bè với đám người Yamamoto, thì sẽ rất có lợi cho việc nâng cao địa vị của hắn trong sư môn. Ừ, nếu bọn họ có thể có một nửa tầm nhìn của anh Quách, thì sẽ không đến nỗi phải chết thảm trên biển.
Yamamoto Keiichi cười chế nhạo nói. Mặc dù sư phụ của hắn thật sự đã chết trên biển, nhưng nước Vi Hào cũng có rất nhiều cao thủ. Tổn thất lần này hoàn toàn chẳng là gì, hơn nữa, vì cái chết của sư phụ hắn nên hắn đã quay xe làm đệ tử của một cao thủ Vi Hào khác. Có thể nói, hắn cũng là một trong những người được hưởng lợi không nhỏ từ trận chiến tối hôm qua. Nhưng mọi người ngồi nói chuyện gần một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có người mang thức ăn ra. Đến cuối cùng, ngay cả nước trà cũng đã uống cạn, đám người Yamamoto gọi nhân viên phục vụ mấy lần nhưng lại chẳng có ai trả lời. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Thiên Hòa không khỏi cau mày. Sau đó gọi ngay cho quản lý. Khách sạn Vạn Thịnh là khách sạn lớn hàng đầu trong thành phố Long Kinh, không thể để xảy ra sai sót nhỏ như vậy được, nhất định là có nguyên nhân khác. Nhìn thấy quản lý vội vàng đi đến trước mặt mình, Triệu Thiên Hòa chỉ vào mặt bàn trống không nói, tại sao mãi vẫn chưa lên món ăn, còn nữa, chỗ này của các ông là khách sạn lớn 5 sao, sao ngay cả nước trà cũng không có. Thưa ông, thật sự rất xin lỗi, bởi vì những người này đều là người Vi Hào, nên nhân viên phục vụ của khách sạn chúng tôi đã từ chối phục vụ họ. Quản lý nở nụ cười nói. Cái gì? Triệu Thiên Hòa vừa nghe thấy vậy, lập tức giận tái mặt. Chỉ vì đám người Yamamoto là người Vi Hào nên nhân viên phục vụ của nhà hàng từ chối phục vụ bọn họ ư? Đây không phải đang trắng trợn tát vào mặt ông ta sao? Gọi ông chủ của các người ra đây. Triệu Thiên Hòa vỗ bàn, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Với danh tiếng của ông ta ở Võ Tông, chỉ cần một cú điện thoại, khách sạn Vạn Thịnh sẽ phải đóng cửa. Hơn nữa một khách sạn nhỏ lại dám vô lễ với ông ta, như thế sao được? Nếu không lấy lại thể diện này, đừng nói là mất mặt ở trước mặt người Vi Hào, e rằng sau này sẽ rất khó mà lăn lộn tiếp ở Võ Tông của Hoa Quốc. Quản lý nghe thế, không khỏi lộ vẻ khó xử. Thật ra mọi người trong khách sạn đều biết rất rõ, hậu quả của sự việc này sẽ vô cùng nghiêm cùng, nhưng dưới sức ép của dư luận thì phía khách sạn buộc phải làm thế. Ông bị điếc sao? Tôi đang hỏi ông đấy. Triệu Thiên Hòa hét vào mặt quản lý. Thưa ông, khách sạn này là của chúng tôi muốn phục vụ cho ai là quyền của chúng tôi. Hơn nữa, tối hôm qua, sao không thấy các ông ra oai với người Vi Hào, mà chạy đến quát tháo trước mặt một quản lý nhỏ bé như tôi, chẳng lẽ người của Võ Tông các ông làm việc như vậy sao? Quản lý chỉ là nhất thời sôi máu mới buông lời oán giận với Triệu Thiên Hòa vài câu. Nhưng ngay sau khi nửa câu sau được thốt ra, sắc mặt mấy người Triệu Thiên Hòa lập tức thay đổi. Trước khi quản lý kịp phản ứng, Triệu Thiên Hòa đã tát mạnh vào mặt ông ta. Tôi thấy ông không muốn sống nữa rồi. Triệu Thiên Hòa vừa nói vừa chậm rãi đứng dậy. Ông ta là đệ tử của đệ tử Nhạc Trung Kỳ, hơn nữa, hiện giờ ông ta còn có địa vị và thân phận khá lớn trong Võ Tông. Đừng nói một quản lý nhỏ bé. Ngay cả viện trưởng và viện phó của Võ Tông cũng phải nói nhỏ nhẹ trước mặt ông ta. Bụp, giọng nói của Triệu Thiên Hòa vừa dứt, cửa phòng tiệc đột nhiên bị đá văng ra. Ông oai phong quá nhỉ, Tiêu Chính Văn bước vào với vẻ mặt cực kỳ u ám, phía sau anh còn có mấy người nhà họ Quý. Hơn nữa, cả khách sạn đã bị hàng chục ngàn người biểu tình bao vây đến mức không còn khe hở. Trước đây Triệu Thiên Hòa đã từng bị Tiêu Chính Văn tát ở trước mặt mọi người. Lần này lại thấy Tiêu Chính Văn đến làm hỏng chuyện tốt của ông ta, lửa giận trong lòng ông ta lập tức bùng cháy. Nhà họ Quý cũng lo chuyện bao đồng quá nhỉ. Triệu Thiên Hòa vừa nói, vừa nhìn thẳng vào ông cụ Quý phía sau Tiêu Chính Văn. Tuy rằng Triệu Thiên Hòa cũng kiêng dè trước thực lực ghê gớm của Tiểu Thái Tông, nhưng bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Các cao thủ của năm đại danh sơn đã trở về, hơn nữa đã có cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương trấn giữ ở năm đại danh sơn. Thực lực của Tiểu Thái Tông tất nhiên rất đáng sợ, nhưng so với cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương thì vẫn còn chênh lệch rất lớn. Vì vậy, hôm nay Triệu Thiên Hòa nói chuyện cũng tự tin thêm vài phần. Người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, nhà họ Quý chúng tôi cũng chỉ muốn đến xem rốt cuộc Võ Tông định xử lý mấy người này như thế nào. Ông cụ Quý chỉ vào đám người Yamamoto Keiichi. Nghe vậy, Triệu Thiên Hòa không khỏi cau mày, nói với ông cụ Quý, ông Quý. Đám dân đen kia không hiểu chuyện, lẽ nào cả ông cũng không hiểu chuyện thế sao? Bây giờ thú dữ của vùng ngoài lãnh thổ đang hoành hành khắp nơi, nếu không hợp tác với Vi Hào mà chỉ dựa vào bản thân chúng ta thì ai sẽ bảo vệ một đất nước rộng lớn như Hoa Quốc đây?
Bảo vệ thế giới mới là trọng trách mà võ tông chúng tôi nên gánh vác, vì sự bình yên của Hoa Quốc hãy bỏ qua những ân oán cá nhân trước mắt đi. Triệu Thiên Hòa dõng dạc nói, như thể người có lỗi không phải là ông ta, mà là những người của nhà họ Quý. Cái gì, bảo vệ thế giới, ông đánh quản lý cũng được xem là bảo vệ thế giới sao? Tiêu Chính Văn chỉ vào người quản lý bị đánh, lạnh lùng chất vấn. Cậu chủ Năm, tôi nhắc nhở cậu, ở Hoa Quốc đã xảy ra chuyện thú dữ làm con người bị thương. Hơn nữa, người đến vùng biển tối qua cũng không phải lực lượng chiến đấu hàng đầu từ bên Vi Hào. Triệu Thiên Hòa nói với giọng điệu đe dọa. Nhưng khi ông ta vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Chính Văn đã hướng về phía Yamamoto Keiichi. Lúc này, Yamamoto Keiichi đang nhìn mọi thứ trước mặt với vẻ chế nhạo, không hề hốt hoảng. Nếu các người không quan tâm đến việc hàng vạn người dân Hoa Quốc sẽ bị chết thảm dưới miệng thú dữ, thì có thể giết tôi, dù sao võ sĩ Vi Hào chúng tôi chưa từng sợ chết. Yamamoto Keiichi chủ động thách thức. Hắn cho rằng dù thế đi nữa thì Tiêu Chính Văn cũng sẽ không dám động đến một cọng lông của hắn. Nhưng khi giọng nói của hắn vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã lướt tay trong không trung, Yamamoto Keiichi lập tức bị một lực hút mạnh mẽ hút lên, cơ thể hắn không tự chủ mà bay về phía Tiêu Chính Văn. Bốp! Một tay Tiêu Chính Văn bóp lấy cổ Yamamoto Keiichi. Cậu chủ Năm, đừng làm bậy, Triệu Thiên Hòa vội giống lên với Tiêu Chính Văn. Làm bậy, Tiêu Chính Văn lạnh lùng lướt nhìn Triệu Thiên Hòa, một tay hơi dùng sức, chỉ nghe một tiếng rắc. Yamamoto Keiichi không dám tin trợn to mắt sửng sốt nhìn Tiêu Chính Văn. Sau đó Tiêu Chính Văn buông tay ra, thi thể của Yamamoto Keiichi ngã xuống đất. Thấy nhân vật đại diện của Vi Hào bị Tiêu Chính Văn giết chết, Triệu Thiên Hòa nổi trận lôi đình. Nửa tiếng trước, ông ta đứng trước mặt bao nhiêu người đảm bảo an toàn cho đám người Yamamoto Keiichi. Hơn nữa bây giờ Triệu Thiên Hòa không chỉ đại diện cho Hoa Sơn mà còn đại diện cho cả Võ Tông. Phía sau ông ta là các cường giả ngoài lãnh thổ vừa quay về. Mặc dù Tiểu Thái Tông mạnh nhưng cũng không thể so sánh được với các cường giả ngoài lãnh thổ vừa quay về. Cậu chủ Năm, cậu đúng là to gan. Cậu có biết, nhưng Triệu Thiên Hòa chưa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay lên, một luồng sáng lạnh băng bắn ra, phụt. Lại thêm một võ giả Vi Hào nữa chết ngay tại chỗ. Máu bắn ra dính đầy mặt đám người bên cạnh. Vẫn chưa hết. Tiêu Chính Văn gần như một chiêu giết một người, mười mấy võ giả Vi Hào lần lượt đều biến thành xương máu, chỉ trong thoáng chốc đã bị giết sạch. Cả sảnh lớn đều tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Không ai ngờ Tiêu Chính Văn lại ngang ngược như thế, nói giết là giết, không chừa lại một người sống. Cậu chủ Năm, cậu lại dám phá hoại kế hoạch chung sức đồng lòng, cậu có biết tội của cậu không? Triệu Thiên Hòa không kiềm chế được nữa, bầu không khí xung quanh bỗng dâng cao. Uy lực của cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao chèn ép tới. Tôi chỉ biết đêm qua người Vi Hào giết chết mấy trăm tướng sĩ, hôm nay chúng còn dám bước chân lên lãnh thổ Hoa Quốc, tức là đang khiêu khích quốc uy của Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Hòa, đúng mực nói. Hừ, cậu đúng là to gan, dù có là nhà họ Quý cũng không thể bảo vệ cậu khỏi chuyện hôm nay. Triệu Thiên Hòa lau vệt máu trên mặt đi, mặt mày dữ tợn nói. Nghe ông ta nói thế Tiêu Chính Văn quay đầu lại lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Hòa. Lúc này quanh người Tiêu Chính Văn nổi lên sát khí ngùn ngụt như quỷ thần vừa trở về từ trong biển máu Tu La. Soạt, Triệu Thiên Hòa thấy trong mắt Tiêu Chính Văn tràn đầy sát khí cũng không khỏi lùi về sau nửa bước nói, cậu chủ Năm, cậu muốn làm gì? Làm gì à? Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, mặc dù đám người này đáng chết nhưng so ra thì người ăn cây táo rào cây sung mới càng đáng chết hơn. Thi thể tướng sĩ tiền tuyến vẫn chưa lạnh, thế mà ông lại dám mời đám người này đến dự tiệc ở Long Kinh. Tiêu Chính Văn sải bước tiến đến trước một bước đến gần Triệu Thiên Hòa. Cậu dám giết tôi, Triệu Thiên Hòa cảm nhận được sát khí nồng đậm của Tiêu Chính Văn, không khỏi quay đầu lại nhìn ông cụ Quý nói, ông cụ Quý, tôi là người đại diện cho cả Võ Tông, nhà họ Quý các ông gánh nổi hậu quả này không? Ông có biết thủ lĩnh của Học viện Kiếm thuật Hoa Sơn Lữ Thanh Phong là anh em kết nghĩa của tôi không? Triệu Thiên Hòa nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe đến ba chữ Lữ Thanh Phong, tất cả mọi người ở đó đều đổi sắc mặt. Người này dù là ở ngoài lãnh thổ cũng là sự tồn tại có thể hô mưa gọi gió. Ngay cả ông cụ Quý cũng không khỏi nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu chủ Năm, không thể được.
Lúc nãy Tiêu Chính Văn ra tay với đám người Yamamoto Keiichi, ông cụ quý không hề có ý ngăn cản, nhưng lúc này lại không thể không lên tiếng. Lữ Thanh Phong là người mà nhà họ quý không chọc vào nổi. Năm đó thời kỳ nhà họ quý còn đang hưng thịnh, Lữ Thanh Phong cũng từng vì một đệ tử trong môn bị đánh mà một mình đánh cả nhà họ quý. Lúc đó một người có thể nói là so được với Tiểu Thái Tông đánh nhau với ông ta, chỉ trong ba chiêu đã bị Lữ Thanh Phong chém chết. Gần 100 năm, mặc dù nhà họ quý vẫn canh cánh trong lòng chuyện này. Nhưng bị chèn ép dưới thực lực của đối phương nên vẫn chưa thể báo thù cho nhà họ quý. Nếu hôm nay Tiêu Chính Văn giết anh em kết nghĩa của Lữ Thanh Phong thì không thể tưởng tượng được hậu quả. Thậm chí cả nhà họ quý đều sẽ vì vậy mà gặp tai họa. Cân nhắc lại, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn ông cụ quý. Cậu chủ năm, Lữ Thanh Phong không thể so sánh với người khác, dù là nhà họ quý cũng phải cúi đầu nể mặt trước ông ta, thế nên không thể giết Triệu Thiên Hòa. Nghe ông cụ quý nói thế, Triệu Thiên Hòa cười khẩy, vẻ mặt cũng hơi hòa hoãn lại, không còn vẻ sợ hãi như lúc nãy, ngược lại chắp hai tay sau lưng nói, cậu chủ năm, danh tiếng của cậu quả thật rất lớn. Nhưng có một việc e là cậu vẫn chưa biết rõ, hơn 100 năm trước, một mình Lữ Thanh Phong chạy đến nhà họ quý, giết quý đồng hổ của nhà họ quý. So với cậu thì thực lực của quý đồng hổ chỉ cao chứ không thấp. Hơn nữa hơn 100 năm nay, nhà họ quý dám đi trả thù không? Ha ha ha, nói đến đây, Triệu Thiên Hòa đắc ý nhìn Tiêu Chính Văn chế giễu, chẳng phải cậu muốn giết tôi sao? Cậu ra tay đi, chàng trai trẻ. Đừng nghĩ người khác gọi cậu một tiếng Tiểu Thái Tông thì cậu có thể tự ý định đoạt sống chết của người ta, cậu còn quá trẻ, chắc hẳn cậu đã nghe đến câu, núi này cao còn có núi ca hơn. Có một số người không phải là người cậu có thể chọc vào, so về thân phận địa vị hay vai vế trong võ tông, cậu cũng chỉ là một tên. Bốp, Triệu Thiên Hòa chưa dứt lời, Tiêu Chính Văn bỗng giơ tay lên đánh ông ta một cái khiến Triệu Thiên Hòa ngã nhào xuống đất. Không để Triệu Thiên Hòa vùng vẫy đứng dậy. Tiêu Chính Văn đã nhấc chân đạp lên ngực Triệu Thiên Hòa. Quản lý, gọi phóng viên bên ngoài vào cho tôi. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn quản lý nói. Chuyện này, quản lý hơi thất thần, ông ta không ngờ Tiêu Chính Văn lại dám ra tay đánh Triệu Thiên Hòa thật. Cậu chủ năm, không thể được, chuyện này vẫn phải, ông cụ quý vừa định bước đến ngăn cản. Tiêu Chính Văn lại khoát tay nói, đừng bàn thêm nữa, chuyện hôm nay cứ để một mình tôi gánh chịu. Sau đó Tiêu Chính Văn lại nhìn quản lý. Quản lý vội vã gật đầu nhanh chân đi ra khỏi sảnh tiệc. Không lâu sau, mấy chục phóng viên lần lượt chen vào, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng Triệu Thiên Hòa bị Tiêu Chính Văn đạp dưới chân, họ cũng ngây ngốc. Tiêu Chính Văn chỉ vào Triệu Thiên Hòa nói, người này tự xưng là đệ tử của Nhạc Trung Kỳ, hơn nữa còn là đại diện của Hoa Sơn, là anh em kết nghĩa của Lữ Thanh Phong. Xét về lai lịch thì quả thật rất không tầm thường. Nhưng dám ở trên đất Hoa Quốc mà coi khinh linh hồn của các tướng sĩ đã hy sinh, cả gan mời sát nhân hung thủ đến dự tiệc ở Long Kinh, đây chính là kết cục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nói xong, chỉ thấy chân Tiêu Chính Văn dùng sức, cơ thể Triệu Thiên Hòa vỡ thành vô số mảnh thịt bắn lên đầy người và đầy mặt mọi người. Yên lặng, cả đại sảnh trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, sững sờ nhìn Tiêu Chính Văn như bị sát thần nhập vào. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn giơ tay lên nắm vào không khí, Quách Tiếu Thiên vẫn chưa hoàn hồn đã cảm nhận một lực hút mạnh mẽ đánh thẳng về phía hắn. Ngay sau đó cơ thể hắn bay đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Anh muốn làm gì? Quách Tiếu Thiên khiếp sợ mặt không còn giọt máu, cực kỳ hoảng hốt hỏi. Bốp! Tiêu Chính Văn giơ tay lên đánh một cú vào mặt Quách Tiếu Thiên khiến hắn ngã nhào xuống đất. Lúc nãy người này đã cười nhạo tướng sĩ Hoa Quốc trước mặt mọi người. Cho dù là ai thì cũng không được quyền cười nhạo, sỉ nhục linh hồn của tướng sĩ tiền tuyến. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ chân dẫm lên cổ Quách Tiếu Thiên, chỉ nghe một tiếng rắc, cổ Quách Tiếu Thiên lập tức bị gãy. Tôi xin trịnh trọng nói tôi không phải là Tiểu Thái Tông Lý Thiên Bá. Chuyện hôm nay cũng không liên quan gì đến nhà họ quý. Nếu ai muốn trả thù thì có thể đến Sơn Thành tìm tôi bất cứ lúc nào. Dứt lời, Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng sải bước đi ra ngoài. Lúc này tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn bóng lưng Tiêu Chính Văn. Nhất là mấy người quý Sương Nhi.
Lúc đầu họ vẫn còn lo lắng hành động hôm nay của Tiêu Chính Văn rất có thể sẽ gây tai họa cho nhà họ Quý. Nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại vạch rõ giới hạn với nhà họ Quý vào thời điểm cuối cùng. Mà sự quyết đoán giết người của Tiêu Chính Văn càng làm tất cả mọi người chấn động. Nhất là mấy lời lúc nãy của Tiêu Chính Văn, rõ ràng là đang cảnh cáo cả Võ Tông. Bất kể khi nào ở đâu, Hoa Quốc không bao giờ là nơi để họ có thể đùa giỡn. Hoa Quốc mãi mãi là Hoa Quốc của thiên tử, là Hoa Quốc của nhân dân. Lần này xảy ra chuyện lớn thật rồi. Ông cụ Quý thở dài nói. Bộp, 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 một người nào đó trong đám đông vỗ tay, ngay sau đó, những người còn lại cũng vỗ tay theo. Tiếng vỗ tay như sấm tiễn Tiêu Chính Văn ra khỏi đám người. Quản lý khách sạn cúi chào ba lần sau lưng Tiêu Chính Văn. Kể từ sau khi cường giả ngoài lãnh thổ trở về, người của Võ Tông trở nên vô cùng ngang ngược. Đôi khi, ngay cả giới chính trị cũng không thể khống chế nổi hành vi của bọn họ. Nếu không có Tiêu Chính Văn thì hôm nay hậu quả sẽ như thế nào, quản lý khách sạn cũng không dám tưởng tượng. Chỉ cần đắc tội với Triệu Thiên Hòa thôi cũng đã đủ khiến cả khách sạn của bọn họ chết thảm. Dường như tôi lại được nhìn thấy cảnh tượng năm đó vua Bắc Lương ở Long Kinh. Lúc đó, vua Bắc Long là trụ cột của những người dân thường chúng ta. Một bà lão trong đám đông lau nước mắt nói. Đúng vậy, phong cách hành sự của anh ta rất giống vua Bắc Lương, nhưng đáng tiếc là vua Bắc Lương đã mai danh ẩn tích từ 5 năm trước rồi. Tôi nghĩ anh ta có quan hệ gì đó với vua Bắc Lương, nếu không anh ta cũng là người được vua Bắc Lương trọng dụng. Mọi người xôn xao bàn tán. Trong lòng mỗi người đều đang nhớ tới thời đại mà vua Bắc Lương làm chủ cho bọn họ. Trong vài năm qua, mọi thứ đã thay đổi. Nhưng hình tượng vĩ đại của vua Bắc Lương vẫn luôn khắc sâu trong tim mỗi người dân Hoa Quốc. Ngày xưa, bất cứ khi nào Hoa Quốc gặp khó khăn hay người dân gặp nạn, vua Bắc Lương sẽ lập tức đứng lên chiến đấu vì Hoa Quốc, giành lại công lý cho người dân. Cho đến tận bây giờ, vua Bắc Lương vẫn là tín ngưỡng trong lòng người dân Hoa Quốc. Nếu vua Bắc Lương trở lại, tôi tin rằng anh ấy sẽ giành lại công lý cho người dân chúng ta. Đúng vậy, anh ấy sẽ không để những tướng sĩ đi trước đổ máu xương vô ích. Ông cụ Quý cũng nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, với biểu cảm phức tạp. Ông nội, một khi chuyện này truyền ra ngoài thì nhất định sẽ liên lụy đến nhà họ Quý chúng ta. Quý Sương Nhi lo lắng nói. Ông cụ Quý khẽ lắc đầu, theo ông thấy thì sẽ không ảnh hưởng đến nhà họ Quý. Nhưng năm đại danh Sơn nhất định sẽ trả thù cậu ấy. Nói xong, cụ ta chống nạng bước nhanh về phía cửa. Ông nội, Quý Sương Nhi vội vàng đuổi theo, đám người nhà họ Quý cũng lần lượt rời khỏi khách sạn. Chiều hôm đó, tin tức về việc Tiểu Thái Tông chém chết đặc phái viên của Vi Hào ngay tại chỗ và dẫm chết Triệu Thiên Hòa đã lan truyền khắp Võ Tông. Bỗng chốc chấn động cả năm đại danh Sơn. Tiểu Thái Tông đúng là coi trời bằng vung. Cho dù là người nhà họ Quý thì cũng không thể khinh thường uy danh của năm đại danh Sơn chúng ta như vậy được. Xem ra đã đến lúc khiến nhà họ Quý biết sợ là gì rồi. Năm đại danh Sơn đồng loạt lên tiếng, chĩa mũi giáo về phía nhà họ Quý. Việc Triệu Thiên Hòa bị giết đã nhanh chóng truyền đến tai thiên tử. Nghe được tin tức này, thiên tử bật cười ha hả. Thiên tử, e rằng cái chết của Triệu Thiên Hòa sẽ gây ra một trận sóng gió lớn. Đại trưởng lão Võ Tông nhìn thiên tử với vẻ khó hiểu. Thiên tử nghe vậy giễu cợt nói, đại trưởng lão, ông có biết người ra tay là ai không? Đại trưởng lão nghe xong hơi sững sờ, nhíu mày nói, chẳng phải là kẻ mạo danh Tiểu Thái Tông kia sao? Không phải, thiên tử xua tay nói, là Tiêu Chính Văn. Cái gì, không chỉ có đại trưởng lão sững sờ mà ngay cả Tần Vũ cũng rất kinh ngạc. Mặc dù lúc trước anh ta và đại trưởng lão cũng đã đoán như vậy. Nhưng nhận được câu trả lời này từ thiên tử vẫn khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Sao thiên tử biết? Đại trưởng lão nghi ngờ hỏi. Giết Triệu Thiên Hòa không chỉ đơn giản là để xả giận cho người dân. Võ Tông vượt qua bản quân, hợp tác với Vi Hào, trên thực tế, đây là hành động vượt quyền. Lẽ nào Võ Tông không biết lúc này kết liên minh với Vi Hào sẽ khiến lòng người dao động sao? Thiên tử chắp tay sau lưng. Vừa đi vừa giễu cợt, một nước kết liên minh với một nước khác cũng được, người dân các nước giao lưu cũng được, nhưng điều đó nên do đích thân quân vương một nước quyết định. Vậy mà bọn họ vẫn liều lĩnh muốn kết liên minh với Vi Hào, bọn họ muốn tạo ra một sự thật để xác thực rằng Võ Tông đã có thể thay bản quân xử lý mọi chuyện.
Đáng tiếc là nước đi này của bọn họ không thể giấu được bản quân, cũng không thể giấu được vua Bắc Lương, vì vậy Triệu Thiên Hòa nhất định phải chết. Bất luận kẻ đi kết liên minh là ai thì cũng sẽ phải chịu kết cục này. Thiên tử nói xong liền đấm mạnh lên văn kiện trên bàn. Giết cũng tốt, vậy chúng ta, đại trưởng lão còn chưa kịp nói xong, thiên tử khẽ xua tay nói, bình tĩnh quan sát mọi chuyện. Tần Vũ nhíu mày nói, thiên tử, nếu người giết Triệu Thiên Hòa đúng là Tiêu Chính Văn thì năm đại danh sơn chắc chắn sẽ trả thù cậu ấy. Chúng ta có nên gây sức ép cho năm đại danh sơn không? Giết Triệu Thiên Hòa đồng nghĩa với việc đánh vào mặt năm đại danh sơn. Quan trọng hơn là hành động này của Tiêu Chính Văn lại phá hỏng chuyện tốt của năm đại danh sơn. Cho dù năm đại danh sơn suy nghĩ đến lợi ích lâu dài hay lấy lại thể diện thì cũng không có lý do gì để bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Không cần, bây giờ vẫn chưa tới lúc ngửa bài với năm đại danh sơn, hiện giờ người được lợi không phải là chúng ta. Thiên tử lạnh lùng bật cười rồi lắc đầu. Quả thực, hành động này của Tiêu Chính Văn đã đảo ngược hoàn toàn thế cục ở Hoa Quốc. Một mặt, Dược Sư Hoàng của Dược Vương Cốc bao nhiêu năm qua luôn âm thầm quan sát. Một mặt khác, Võ Thí Thiên của Võ Thần Tông cũng luôn đợi chờ cơ hội đoạt lấy địa vị thiên tử. Nhưng hành động lần này của năm đại Võ Tông lại không nhận được sự đồng tình của Võ Thần Tông. Bỗng chốc các thế thực ở Hoa Quốc lại quay trở lại điểm xuất phát. Riêng Võ Thần Tông và Dược Vương Cốc sẽ không bao giờ chịu ngồi yên nhìn năm đại danh sơn chiếm thế chủ đạo. Thế lực hai bên tất nhiên sẽ ra tay tương trợ để kiềm chế năm đại danh sơn. Quả nhiên vào buổi chiều hôm đó, Võ Thần Tông đã công khai lên tiếng qua các phương tiện truyền thông rằng, đám người Triệu Thiên Hòa chết chưa chắc đã hết tội. Dược Vương Cốc cũng công khai trước công chúng, ủng hộ Tiểu Thái Tông. Hơn nữa bản thân Dược Sư Hoàng còn đích thân tham dự cuộc họp với giới truyền thông và công khai chỉ trích năm đại danh sơn, bất luận là vì lý do gì, ngay lúc xương cốt của những tướng sĩ Hoa Quốc còn chưa lạnh, đều không nên bàn đến chuyện kết liên minh. Lời này của cụ ta không quá nặng nề, nhưng đã hướng mũi giáo của dư luận về phía năm đại danh sơn. Dầm, nhìn thấy tin tức này, thủ lĩnh Thiên Sơn tức giận đến mức đập vỡ chén trà. Dược Sư Hoàng, Võ Thí Thiên, tiếng gầm thét giận dữ vang lên, viện trưởng của các đại viện Thiên Sơn cũng lần lượt nắm chặt chuôi kiếm. Mọi người bình tĩnh trước đã, nhất định không được hướng mũi giáo về phía Dược Vương Cốc và Võ Thần Tông. Lúc này, Lạc Trường Sinh vội vàng đứng lên khuyên ngăn. Lạc Trường Sinh, ý cậu là gì? Thủ lĩnh Thiên Sơn là Sở Hồng Thiên trợn mắt, lạnh lùng hỏi. Thủ lĩnh, lúc này nếu nhắm vào Võ Thần Tông và Dược Vương Cốc thì sẽ chỉ buộc bọn họ hợp tác với nhà họ Quý, như vậy thì bọn họ sẽ trở thành rắc rối lớn cho chúng ta. Theo tôi thấy, trước tiên chúng ta nên loại bỏ Tiểu Thái Tông để khiến nhà họ Quý suy sụp, sau đó ra tay đối phó với Dược Vương Cốc, cuối cùng là hạ gục Võ Thí Thiên. Lạc Trường Sinh nghiêm túc nói. Sau khi nghe lời nhắc nhở của Lạc Trường Sinh, Sở Hồng Thiên lập tức bình tĩnh lại. Nhà họ Quý quả thực không có quan hệ sâu sắc với Dược Vương Cốc và Võ Thần Tông. Lúc này bọn họ không còn thời gian để hợp thành một. Đánh bại từng bên một mới là kế sách tốt nhất. Nghĩ đến đây, Sở Hồng Thiên mới nặng nề gật đầu nói, viện trưởng Lạc nói rất có lý. Người đâu, phái người liên hệ với Huệ Mi, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hằng Sơn, chuyện này nhất định phải đòi lại công bằng từ phía nhà họ Quý. Không được thưa thủ lĩnh, theo tôi thấy, chúng ta có thể thu hẹp phạm vi, chỉ cần đối phó với một mình Tiểu Thái Tông chứ không cần đối phó với cả nhà họ Quý. Làm như vậy thì cho dù nhà họ Quý muốn tìm cách thoát tội cho Tiểu Thái Tông, cũng sẽ không tìm thấy lý do nào cả. Lạc Trường Sinh nói với vẻ mặt gian ác. Sở Hồng Thiên suy tư một hồi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên trời cười ha hả tuyệt vời. Viện trưởng Lạc quả nhiên suy nghĩ thấu đáo. Nghe vậy, Lạc Trường Sinh lạnh lùng cười đáp, nhờ thủ lĩnh chỉ bảo nhiều năm nay, mới giúp thuộc hạ đạt được trình độ như hiện giờ. Đám người Thiên Sơn nghe vậy, đồng loạt gật đầu bày tỏ sự tán thành. Lúc này, trong Tổng viện Hoa Sơn, một tiếng chuông kinh thiên động địa vang lên. Tất cả viện trưởng và đệ tử quan trọng trong 10 viện của Hoa Sơn đều vội vàng đến phòng nghị sự của Tổng viện chỉ trong vòng 10 phút. Sau 5 phút, một ông già râu tóc bạc phơ nổi giận đùng đùng bước vào phòng nghị sự. Ông ta là một trong 5 người đứng đầu của Hoa Sơn, Lữ Thanh Phong. Lúc này, chỉ thấy trên bầu trời phòng nghị sự mây đen cuồn cuộn, trong không trung vô số tia chớp chẳng chịt sáng nhoáng cả góc trời. Thông thường,
người đã đạt cảnh giới như ông ta thì hẳn đã xem nhẹ mọi thứ từ lâu. Tuy nhiên, cái chết của Triệu Thiên Hòa thực sự đã giáng cho Hoa Sơn một cái tát mạnh vào mặt. Cho dù thực lực của Triệu Thiên Hòa thế nào thì vẫn là người có chức quyền ở Hoa Sơn. Triệu Thiên Hòa bị giết hoàn toàn không giống với việc đệ tử bị giết, điều này có nghĩa là đang tuyên chiến với Hoa Sơn. Sư tôn, thằng nhãi Tiêu Chính Văn sát hại 11 ông lão của Hoa Sơn, Tiểu Thái Tông lại không coi trọng Hoa Sơn như vậy, công khai giết Triệu Thiên Hòa, quả thật vô cùng đáng hận. Đúng vậy, nếu không cho bọn chúng một bài học thì sau này ai còn coi trọng Hoa Sơn nữa? Giết hắn, tiêu diệt nhà họ Quý. Đúng, tiêu diệt nhà họ Quý báo thù cho ông Triệu. Nhất thời, mọi người ở Hoa Sơn đều hết sức căm phẫn. Ai ai cũng đều đằng đằng sát khí, chuẩn bị sẵn sàng đi giết hết nhà họ Quý. Nếu như một ngày trước cho 10 lá gan bọn họ cũng không dám hét lớn mấy chữ tiêu diệt nhà họ Quý. Nhưng bây giờ, bởi vì Lữ Thanh Phong đã trở về từ vùng ngoài lãnh thổ, ông ta đã đạt đến cảnh giới bán bộ nhân vương, cho dù là Tiểu Thái Tông ở trước mặt ông ta cũng thua kém mấy phần. Với sức chiến đấu như vậy, Hoa Sơn không cần phải nhẫn nhục chịu đựng nữa. Lữ Thanh Phong khẽ nheo mắt, trong đôi mắt nhất thời lóe lên tia sáng sắc lạnh. Đã đạt đến trình độ như ông ta, muốn đột phá lên cao hơn thì khó như lên trời. Nếu không, cũng không phải sau cả trăm năm, vẫn dừng chân ở cảnh giới bán bộ nhân vương. Sở dĩ Hoa Sơn tôn trọng Triệu Thiên Hòa như một thượng khách là vì nhìn chúng thân phận của Triệu Thiên Hòa mà thôi, dù sao cảnh giới của Nhạc Trung Kỳ cao đến mức khó lường. Chắc chắn cao hơn cảnh giới nhân vương, có lẽ Triệu Thiên Hòa sẽ biết chút ít về bộ công pháp hoàn chỉnh để phá bỏ những xiềng xích cản trở. Nhưng Lữ Thanh Phong còn chưa kịp hỏi thì Triệu Thiên Hòa đã chết, điều này chắc chắn đã chặt đứt con đường tương lai của Lữ Thanh Phong. Báo cáo, Sư Tổ, Sở Hồng Thiên của Thiên Sơn cử người tới đưa thư. Ngay khi Lữ Thanh Phong chuẩn bị ra lệnh cho các đệ tử Hoa Sơn tiến vào nhà họ Quý, một cậu bé đột nhiên dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đạo sĩ bước vào phòng nghị sự. Ồ, ông Sở có gì chỉ bảo sao? Lữ Thanh Phong chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời dừng trên người đàn ông đến từ Thiên Sơn. Vãn bối Đỗ Chi Phong đến từ Thiên Sơn, kính chào tiền bối Lữ. Đây là bức thư thủ lĩnh chúng tôi gửi cho ông. Đỗ Chi Phong vừa nói vừa đưa bức thư viết tay của Sở Hồng Thiên cho Lữ Thanh Phong. Lữ Thanh Phong cầm lấy bức thư liếc mắt nhìn, cau mày nói, ý ông Sở là chỉ giết Tiểu Thái Tông, không đụng chạm gì tới nhà họ Quý ư. Thế này là thế nào? Đỗ Chi Phong khịt mũi. Thành thật mà nói, ánh mắt của Lữ Thanh Phong quá lạnh lùng, chỉ cần bị ông ta liếc nhìn, Đỗ Chi Phong đã cảm thấy lạnh sống lưng. Sau một lúc, Đỗ Chi Phong mới thuật lại những lời mà Lạc Trường Sinh nói. Nghe một hồi lâu, Lữ Thanh Phong miễn cưỡng gật đầu. Ừ, kẻ này đáng chết. Trong mắt Lữ Thanh Phong đột nhiên phóng ra hai luồng sáng lạnh. Rầm, khi ánh mắt đó bắn ra, một tảng đá khổng lồ cao hàng chục mét bên ngoài phòng nghị sự Hoa Sơn lập tức biến thành bột phấn. Chỉ một ánh nhìn cũng có sức mạnh đáng sợ như vậy. Đủ để thấy cảnh giới bán bộ nhân vương tuyệt đối không phải là cảnh giới mà cường giả thiên thần có thể địch nổi. Nhưng Tiểu Thái Tông là một trong những nhân vật cốt cán của nhà họ Quý. Nếu chúng ta muốn động đến ông ta thì nhà họ Quý làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn. Một vị viện trưởng Hoa Sơn đứng lên nói. Lữ Thanh Phong lạnh lùng hừ một tiếng, nhà họ Quý muốn nhúng tay vào thì chính là chui đầu vào chỗ chết. Cho dù không có sự trợ giúp của các viện khác thì nhuệ kiếm viện của tôi cũng thừa sức tiêu diệt nhà họ Quý. Người đâu, đưa ra thư khiêu chiến với nhà họ Quý và Tiểu Thái Tông. Thư khiêu chiến, viện trưởng 10 viện của Hoa Sơn đều đồng loạt sửng sốt. Bức thư khiêu chiến này của Lữ Thanh Phong đại diện cho toàn bộ Hoa Sơn. Mà ông ta chỉ là thủ lĩnh của Nhuệ Kiếm Viện. Không có gì đảm bảo rằng chuyện này sẽ không liên lụy đến mối quan hệ giữa nhà họ Quý và Hoa Sơn ở vùng ngoài lãnh thổ. Chuyện lớn như vậy, Lữ Thanh Phong lại không xin chỉ thị. Sao, mọi người không nghe rõ lời tôi nói à? Nhìn thấy mọi người đều sững sờ nhìn mình, hoàn toàn không có ai hành động, Lữ Thanh Phong cất giọng lạnh như băng hỏi. Rõ. Vãn bối lập tức đi làm ngay. Một viện trưởng lập tức đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng nghị sự. Chuyện Lữ Thanh Phong của Hoa Sơn đích thân đưa ra thư khiêu chiến với Tiểu Thái Tông, chưa tới một ngày đã lan truyền khắp toàn bộ Hoa Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, cả nước xôn xao. Lữ Thanh Phong cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương dám công khai đưa ra thư khiêu chiến với Tiểu Thái Tông. Hơn nữa,
Việc này không giống với đại chiến cảnh giới thiên thần bởi vì ông ta là cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương. Cảnh giới thiên thần đã có sức mạnh vô cùng khủng bố. Vậy thì cảnh giới bán bộ nhân vương còn đáng sợ đến nhường nào? Hơn nữa, cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương vừa mới quay về, không phải thách đấu với người Vi Hào mới xâm lược Hoa Quốc mà lại thách đấu với chính người Hoa Quốc, điều này càng khiến bên ngoài thêm chấn động. Chỉ có phía Huệ Mi từ trước giờ vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng với bốn đại danh sơn còn lại. Người Huệ Mi cũng chưa từng tham gia vào chuyện vượt quá phận sự trước đây, trong năm đại danh sơn, chỉ có Huệ Mi là vô cùng khiêm tốn. Người của Hằng Sơn và Tung Sơn lại giữ thái độ xem trò vui, yên lặng quan sát mọi chuyện. Dù sao việc Triệu Thiên Hòa bị giết lần này cũng không liên quan gì đến bọn họ. Hừ, Tiểu Thái Tông lần này dám điên cuồng ngang ngược sao? Cảnh giới bán bộ nhân vương là cảnh giới mạnh một trời một vực. Bất luận ông ta là cảnh giới thiên thần cấp mấy sao, trước mặt cảnh giới bán bộ nhân vương, ông ta cũng chỉ như một đứa bé. Nếu nhà họ Quý không kêu gọi những cao thủ thực sự có thực lực từ vùng ngoài lãnh thổ về, e rằng Tiểu Thái Tông sẽ chết ngay tại trận. Lần này có kịch hay để xem rồi, nói không chừng còn có thể chiếm lợi. Đám người Hằng Sơn và Tung Sơn vừa thảo luận vấn đề vừa bí mật cử người đến Sơn Thành để xem kết quả của trận chiến hai ngày sau. Lữ Thanh Phong dù sao cũng là một lão già thành tinh, có thể đạt tới cảnh giới bán bộ nhân vương cũng đủ thấy ông ta không hề đơn giản. Trước khi chiến đấu, Lữ Thanh Phong còn đặc biệt cử người đến kiểm tra hiện trường Tiêu Chính Văn giết Triệu Thiên Hòa. Ông ta đánh giá thực lực của Tiêu Chính Văn thông qua một số manh mối để lại tại hiện trường. Suy cho cùng, thực lực cảnh giới thiên thần và bán bộ nhân vương cũng không cùng đẳng cấp. Cảnh giới thiên thần một sao, nghe thấy tin tức này, ngay cả Lữ Thanh Phong cũng không thể tin vào tai mình. Triệu Thiên Hòa ít nhất cũng đã đạt tới cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, sao có thể bị một người cảnh giới thiên thần một sao giết chết bằng một chiêu. Hơn nữa, Tiểu Thái Tông từ lâu đã có danh tiếng ở vùng ngoài lãnh thổ, ông ta không thể là cảnh giới thiên thần một sao. Người này đã lợi dụng một số trận pháp bí mật để che giấu đi sức mạnh thật sự. Lữ Thanh Phong nói một cách chắc chắn. Vừa dứt lời, mọi người ở Hoa Sơn không khỏi kinh ngạc. Che giấu thực lực ở cảnh giới thiên thần, e rằng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, sức mạnh của Tiểu Thái Tông đã là người đứng đầu trong số những người dưới cảnh giới bán bộ nhân vương, ông ta có cần phải làm vậy không? Hay là bây giờ ông ta đang đột phá? Cho dù thật sự đột phá thì cảnh giới bán bộ nhân vương sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Rất nhiều người tôi luyện suốt trăm năm cũng không thể đạt tới cảnh giới này. Để đột phá cần phải có thời gian dài cọ sát, sao có thể thành công trong khoảng thời gian ngắn như thế chứ? Lữ Thanh Phong nghe mọi người xung quanh bàn luận, cười khẩy lắc đầu, đột phá cảnh giới bán bộ nhân vương sẽ chấn động trời đất, cả thế giới đều sẽ nghe thấy động tĩnh, ông ta muốn che giấu cũng không thể che giấu. Tên này rất có khả năng bị trọng thương ở ngoài vùng lãnh thổ, cảnh giới bị hạ xuống, do đó mới phải làm như vậy. Nói đến đây, Lữ Thanh Phong nở nụ cười đắc ý. Ngay từ vài thập kỷ trước, Tiểu Thái Tông đã đột phá tới cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao ở vùng ngoài lãnh thổ. Vì vậy, khi Tiểu Thái Tông giết Triệu Thiên Hòa, căn bản sẽ không có khả năng xuất hiện tình trạng giảm bậc cảnh giới. Lời giải thích duy nhất là bây giờ Tiểu Thái Tông chắc chắn đang bị thương nặng. Nhưng để che đậy vết thương của mình, Tiểu Thái Tông mới giả vờ mạnh mẽ như vậy. Như vậy có nghĩa là Tiểu Thái Tông bây giờ bề ngoài đang tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra chẳng có chút sức lực nào, sức mạnh trước kia chỉ là muốn che giấu tai mắt của mọi người. Viện trưởng Hoa Sơn bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói. Lữ Thanh Phong khẽ gật đầu đáp lời, đúng vậy, nếu ông ta không ra vẻ mạnh mẽ như vậy, có lẽ vài ngày trước, các ông đã giết được ông ta từ lâu rồi. Nói đến đây, Lữ Thanh Phong vẫn cảm thấy khó hiểu trong lòng. Nếu cảnh giới của Tiểu Thái Tông đã giảm xuống cảnh giới thiên thần một sao, thì sao ông ta có thể giết được Triệu Thiên Hòa? Nhưng những nghi hoặc này nhanh chóng bị Lữ Thanh Phong bỏ qua. Bất kể là nguyên nhân gì, chỉ cần thực lực của Tiểu Thái Tông chưa đạt đến cảnh giới bán bộ nhân vương thì Tiểu Thái Tông tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta. Trên thực tế, bọn họ đâu biết rằng lúc này Tiêu Chính Văn đã sớm lĩnh ngộ được nguyên khí từ lâu. Hơn nữa, chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn đột phá thì anh có thể tiếp tục đột phá bất cứ lúc nào, nhưng Tiêu Chính Văn đang khống chế quá trình tu luyện của mình để lĩnh ngộ được một cảnh giới khác cao hơn nguyên khí. Có thể nói rằng, Tiêu Chính Văn không những không ngừng nâng cao thực lực của mình,
mà sức mạnh của anh sử dụng cũng vượt xa hơn bọn họ nhiều. Sau khi Sở Hồng Thiên biết được Lữ Thanh Phong đã đưa ra thư khiêu chiến với Tiêu Chính Văn, ông ta trầm giọng nói với Lạc Trường Sinh bên cạnh, cậu đã cho người đến đó kiểm tra chưa, rốt cuộc Tiểu Thái Tông đang ở cảnh giới nào? Tôi đã cử người đến đó kiểm tra rồi, từ cái chết của Triệu Thiên Hòa và người Vi Hào cho thấy, đó hẳn là bản lĩnh của cảnh giới thiên thần một sao, nhưng, Lạc Trường Sinh khẽ nhíu mày nói, thực lực của cảnh giới thiên thần một sao, hoàn toàn không đủ để giết Triệu Thiên Hòa. Đây là điều mà Lạc Trường Sinh nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cho dù Tiểu Thái Tông khống chế thực lực của mình, nhưng sao ông ta có thể giết được Triệu Thiên Hòa có cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao với sức chiến đấu của một cảnh giới thiên thần một sao chứ? Những sự việc tương tự như vậy, Lạc Trường Sinh chỉ từng thấy ở Tiêu Chính Văn trước đây. Với cảnh giới thiên thần một sao đã liên tiếp giết chết mười mấy cao thủ có cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao trở lên. Chẳng lẽ giữa Tiêu Chính Văn và Tiểu Thái Tông có một mối liên hệ nào đó sao? Thiên thần một sao, trong mắt Sở Hồng Thiên lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Ở một diễn biến khác, thư khiêu chiến của Lữ Thanh Phong đã được giao đến tay Tiêu Chính Văn. Ngay khi người đưa thư rời đi, ông cụ Quý cũng dẫn theo những người nhà họ Quý đi tới Sơn Thành. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn thản nhiên ném thư khiêu chiến lên bàn, ông cụ Quý trầm giọng nói, cậu Tiêu, đây là thế cục chết chắc, nếu cậu Tiêu bằng lòng có thể đến nhà tổ tiên của nhà họ Quý chúng tôi ở vùng ngoài lãnh thổ để tránh một lúc. Với danh tiếng nhà họ Quý của tôi ở vùng ngoài lãnh thổ, Lữ Thanh Phong tuyệt đối không dám truy sát cậu đến vùng ngoài lãnh thổ, đợi khi tin đồn của chuyện này qua đi, cậu Tiêu hãy lặng lẽ trở về thế tục, tôi tin rằng Lữ Thanh Phong sẽ không còn truy cứu chuyện này nữa. Ngay cả ông cụ Quý cũng không ngờ rằng, Lữ Thanh Phong lại đích thân khiêu chiến với Tiêu Chính Văn, khoảng cách về thực lực giữa hai người họ thật sự quá lớn. Những người khác không biết, nhưng ông cụ Quý lại có thể nhìn ra. Tiêu Chính Văn bây giờ, chỉ có sức chiến đấu của thiên thần một sao, hoàn toàn không thể so sánh được với bán bộ nhân vương. Chỉ cần hai bên giao đấu, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ chết. Mọi thứ khi chưa đến phút cuối cùng đều rất khó nói. Tiêu Chính Văn nói với vẻ mặt bình tĩnh. Khi lời nói này vừa thốt ra, sắc mặt ông cụ Quý cũng thay đổi. Cậu bạn, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hiện giờ thực lực của cậu chỉ ở cảnh giới thiên thần một sao mà thôi, cậu chiến đấu với một người ở cảnh giới bán bộ thiên vương, tỷ lệ thắng của cậu hầu như bằng không. Ông cụ Quý sốt sắng nói. Cho dù kết cục cuối cùng của Tiêu Chính Văn và nhà họ Quý có thế nào đi nữa, ông cụ Quý cũng không muốn trơ mắt nhìn Tiêu Chính Văn chết dưới tay Lữ Thanh Phong. Ông cụ Quý quả nhiên rất tinh mắt, tôi bây giờ quả thực đang ở cảnh giới thiên thần một sao, nhưng cảnh giới thiên thần so với sự lĩnh ngộ, thì cảnh giới đã không còn có thể hoàn toàn phân định thắng thua. Nói cho cùng bán bộ nhân vương cũng chưa phải là nhân vương. Nếu Lữ Thanh Phong ở cảnh giới nhân vương thì tôi thật sự phải tránh né ông ta. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều kinh động. Điên cuồng, hết sức điên cuồng, ngay cả Quý Sương Nhi cũng siết chặt nắm đấm, hận không thể đánh Tiêu Chính Văn một trận tơi tả. Ngay cả khi chú năm của cô ta còn sống cũng không dám nói chuyện khoác lác như vậy. Một cường giả cảnh giới thiên thần một sao lại coi bán bộ nhân vương không ra gì, ai cho anh sự can đảm và tự tin đó. Anh biết rõ đối phương là cao thủ bán bộ nhân vương mà còn dám chiến đấu với người ta à? E là anh chưa thấy năng lực thực sự của bán bộ nhân vương mà thôi. Quý Sương Nhi tức giận đến mức đôi môi run rẩy. Đừng nói anh không phải là chú năm của tôi, cho dù chú năm tôi còn sống, cũng không dám ăn nói khoác lác như vậy đâu. Hơn nữa, anh có biết một khi anh bị Lữ Thanh Phong giết chết, im miệng. Trước khi Quý Sương Nhi kịp nói hết, ông cụ Quý đột nhiên quát mắng. Sau đó, ông cụ Quý lại quay đầu nói với Tiêu Chính Văn, cậu bạn. Những lời cậu vừa nói, thật sự rất có lý, cảnh giới thiên thần không những phải phụ thuộc vào cảnh giới mà còn phải phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ. Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng từ xưa đến nay lại có mấy ai thực sự làm được điều đó chứ? Ngay cả những người tài ba thời thượng cổ cũng chưa chắc có thể xem thường cảnh giới. Suy cho cùng cấp độ cảnh giới cũng quyết định việc điều động sức mạnh của cậu, sức chiến đấu cũng là mấu chốt để phân định thắng thua đấy. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cũng không phản bác lại. Quả thật, đôi khi sức chiến đấu cũng là mấu chốt để giành thắng lợi. Nhưng Tiêu Chính Văn có sự tự tin này. Suy cho cùng, từ việc điều động từ trường trong vũ trụ đến việc tác động tới thế giới bên ngoài bằng từ trường của mình, và sau đó là nguyên khí,
ba cấp độ tưởng chừng như đơn giản này lại nằm ngoài tầm với của rất nhiều người trong cả cuộc đời họ. Cũng chính vì sự hiểu biết khác nhau về thực lực, Tiêu Chính Văn mới có thể vô cùng thuận lợi lội ngược dòng. Ai nói rằng kiến không thể lay động được voi? Thế giới rộng lớn có rất nhiều điều ly kỳ, trận đấu này ai chết vẫn còn là một ẩn số. Tiêu Chính Văn lãnh đạm nói. Trừ khi đối phương cũng hiểu ra nguyên khí, nếu không, Tiêu Chính Văn chắc chắn có cơ hội chiến thắng. Chỉ là so với trước đây, trận chiến này sẽ là trận chiến khó khăn của Tiêu Chính Văn, thậm chí có thể nguy hiểm đến mạng sống của mình. Nhưng nếu như Tiêu Chính Văn đã nhận thư khiêu chiến của Lữ Thanh Phong thì tuyệt đối không có lý do gì để rút lui. Quý Sương Nhi bên cạnh không khỏi cười nhạo khi nghe thấy lời này. Đây giống một trò cười của một đứa trẻ lên ba đang thề thốt với mọi người rằng nó có thể đánh lại một người lớn hơn 30 tuổi. Ông cụ Quý không thể thuyết phục được Tiêu Chính Văn, cũng đành thở dài, rồi chào tạm biệt. Những việc cụ ta có thể làm cũng chỉ có nhiều đó, về phần Tiêu Chính Văn thắng hay thua trong trận chiến này đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cụ ta. Ngay sau khi ông cụ Quý rời đi, Độ Thiên Chân Nhân và đám người Long Nguyệt, Long Ngao cũng lần lượt tới Sơn Thành. Chủ thượng, thuộc hạ bằng lòng đi đầu trong trận chiến với Lữ Thanh Phong. Long Vương, để tôi đi trước. Long Vương, thật ra đám người Độ Thiên Chân Nhân cũng vừa mới biết được tin tức này. Nhưng khi nghe tin Tiêu Chính Văn sẽ đối mặt với cao thủ Bán Bộ Nhân Vương, cả ba gần như đồng thời hoảng sợ. Đối thủ là Bán Bộ Nhân Vương đấy. Những gì bọn họ có thể làm là thăm dò đường đi cho Tiêu Chính Văn, trả giá bằng tính mạng của họ để Tiêu Chính Văn có thể nhìn thấu điểm yếu của đối phương. Tiêu Chính Văn liếc nhìn ba người họ, không khỏi hài lòng gật đầu. Nhờ có phá cảnh đơn nên thực lực của ba người họ đã có tiến bộ rất lớn. Độ Thiên Chân Nhân đã sắp đột phá đến cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Thực lực của Long Nguyệt và Long Ngao cũng được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Người nhận thư khiêu chiến là tôi, không phải mấy người, bây giờ chưa phải là lúc mấy người xả thân vì đất nước, toàn bộ trở về hết cho tôi, không có mệnh lệnh của tôi không được rời khỏi trụ sở chính điện Thần Long. Tiêu Chính Văn ra lệnh với vẻ mặt nghiêm nghị. Long Vương, chúng tôi, Long Ngao còn chưa kịp nói hết, Tiêu Chính Văn đã xua tay cắt ngang nói, việc nhận thư khiêu chiến của ông ta không chỉ vì sự dũng cảm, bây giờ tôi đang có vài chỗ thắc mắc. Cần phải thực chiến mới chứng minh được phỏng đoán của tôi là đúng. Về đến nhà họ Quý, Quý Sương Nhi đã tức giận như dẫm phải bom, chỉ về hướng Sơn Thành nghiến răng nghiến lợi nói, tên họ Tiêu này có gì giỏi mà ngay cả Bán Bộ Nhân Vương cũng xem thường vậy. Lẽ nào anh ta nghĩ nhà họ Quý chúng ta đang cầu xin anh ta sao? Nếu không phải thấy thắng thua của anh ta sẽ liên lụy đến nhà họ Quý thì ai muốn giúp anh ta chứ? Dù Tiêu Chính Văn đã vạch rõ giới hạn trước mặt bao nhiêu người nhưng dù sao cả võ tông đều biết Tiêu Chính Văn là tiểu thái tông nhà họ Quý. Đến lúc đó người của năm đại danh sơn đâu quan tâm đến việc Tiêu Chính Văn đã vạch rõ giới hạn với nhà họ Quý hay chưa, mà chắc chắn sẽ trả thù nhà họ Quý. Câm miệng, sao cháu biết cậu ta sẽ thua, ông thì lại nghĩ có thể cậu ta sẽ thắng. Nếu cậu ta thắng trận đấu này thì địa vị nhà họ Quý cũng sẽ lên cao như diều gặp gió trong võ tông. Ông cụ Quý nghiêm túc nói. Mặc dù ông cụ Quý không qua lại nhiều với Tiêu Chính Văn, nhưng từ tác phong làm việc của anh khoảng thời gian gần đây có thể thấy được Tiêu Chính Văn tuyệt đối không phải là người thích nói mấy lời khoác lác. Chỉ cần anh đưa ra quyết định thì chắc chắn đã suy xét kỹ càng. Thật ra ông cụ Quý cũng hơi hoài nghi. Một người cảnh giới thiên thần một sao thì sao có thể giết được Triệu Thiên Hòa? Hơn nữa cao thủ cảnh giới thiên thần đánh với cảnh giới Bán Bộ Nhân Vương nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn không hề tỏ ra hoảng loạn. Lúc này ông cụ Quý lại cảm thấy Tiêu Chính Văn ngày càng bí ẩn. Ngay cả một người lăn lộn trong giang hồ đã lâu như cụ ta cũng không thể nhìn thấu Tiêu Chính Văn. Ông nội, đối thủ là Bán Bộ Nhân Vương đấy, không phải ông không biết danh tiếng của Lữ Thanh Phong ở ngoài lãnh thổ. Quý Sương Nhi sốt sắng dậm chân. Cô ta nghĩ không ra tại sao đến cả ông nội mình cũng nghiêng về phía Tiêu Chính Văn thế. Có thể nói Lữ Thanh Phong rất có danh tiếng ở ngoài lãnh thổ, cao thủ cảnh giới thiên thần bị giết không đếm xuể. Chỉ riêng cao thủ cùng cảnh giới với ông ta cũng bị giết không dưới 10 người. Nếu không Lữ Thanh Phong cũng sẽ không hống hách như thế, thậm chí chưa từng cẩn thận xem xét thực lực của Tiêu Chính Văn mà đã ra thư khiêu chiến. Nghe Quý Sương Nhi nói thế. Ông cụ Quý cũng rơi vào trầm tư.
dù cũng là cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương cũng chưa chắc đã là đối thủ của Lữ Thanh Phong, huống hồ Tiêu Chính Văn vẫn chỉ là cảnh giới thiên thần một sao. Mặc dù lời nói của Quý Sương Nhi có vài phần nghẹn tức nhưng dù sao cũng là sự thật. Nghe nói Tiểu Thái Tông đã nhận lời thách chiến của Lữ Thanh Phong. Hừ, lần này 80% là vận may của Tiểu Thái Tông sắp hết rồi, tôi nghe nói Lữ Thanh Phong cũng đã từng giết không dưới 10 cao thủ cùng cấp bậc, Tiểu Thái Tông lấy gì so bì với Lữ Thanh Phong chứ? Cũng không thể nói thế, thật ra về mặt tình cảm thì từ chuyện cậu ta giết người vi hào này tôi mong cậu ta có thể giành chiến thắng. Đúng thế, không thể cứ nói bi quan như thế, trận đấu vẫn chưa bắt đầu mà mọi người đã chắc chắn Tiểu Thái Tông sẽ chết, có phải hơi dậu đổ bìm leo không? Xì, một cường giả cảnh giới thiên thần một sao giao đấu với cảnh giới bán bộ nhân vương còn có kết quả thứ hai sao? Đọc mấy bình luận trên mạng, các viện trưởng của năm đại danh sơn không khỏi cười nhạo. Lần này Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết, họ biết rõ bản lĩnh của Lữ Thanh Phong hơn bất kỳ ai. Sở dĩ còn ba đại danh sơn vẫn chưa lên tiếng cũng vì nguyên nhân này. Có Lữ Thanh Phong ra tay, họ đã không cần sợ hãi nữa. Sở Hồng Thiên đọc xong mấy tin tức này cũng đắc ý mỉm cười, nói với hai đệ tử Thiên Sơn bên cạnh, Trần Thiên Tề, Lạc Trường Sinh, hai người đại diện học viện đi gặp ông chủ này đi. Nói xong, Sở Hồng Thiên vẫy tay với hai người, ghé sát vào tai nói. Nghe Sở Hồng Thiên nói thế, hai người cũng nở nụ cười nham hiểm. Chiều hôm đó Trần Thiên Tề và Lạc Trường Sinh đến Sơn Thành. Mặt trời vừa lặn, có hai người đàn ông trung niên mặc áo dài bước đến trước cửa tiệm đồ ngọc. Hai người này không ai khác chính là Trần Thiên Tề và Lạc Trường Sinh. Chu Lâm Lâm thấy hai người lần lượt bước vào tiệm đồ ngọc, hơn nữa quanh người là khí thế kiêu ngạo, không giống người đến mua ngọc bèn vội vã bước đến hỏi, hai vị có việc gì không? Mặc dù Chu Lâm Lâm chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên vương nhưng trước đó nhà họ Chu đã có cao thủ cảnh giới thiên thần, hơn nữa cũng để lại rất nhiều truyền thuyết về bán bộ nhân vương. Có thể nói bán bộ nhân vương là ranh giới của cảnh giới thiên vương. Nói đúng hơn bán bộ nhân vương vẫn không phải là cảnh giới nhân vương, nhưng đã có thể nhìn thấy bí mật của trời. So với cao thủ với cảnh giới thiên thần khác thì bán bộ nhân vương có thực lực khủng khiếp hơn. Thậm chí có thể nghiền ép bất kỳ cao thủ cảnh giới thiên thần ở bất kỳ cấp bậc nào. Thế nên khoảng thời gian này, Chu Lâm Lâm đều đang thầm lau mồ hôi thay Tiêu Chính Văn. Ngay cả nhà họ Chu cũng đang chạy khắp nơi nghĩ cách cho Tiêu Chính Văn. Nhưng dù sao nhà họ Chu cũng đã sa sút từ lâu, mọi cố gắng của họ không có bất kỳ tác dụng gì. Chúng tôi đến tìm ông chủ của cô. Lạc Trường Sinh nghiêm nghị nói. Lúc này Lạc Trường Sinh và Trần Thiên Tề không hề che giấu thực lực cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao của mình. Khí tức vô cùng áp bức đó khiến Chu Lâm Lâm gần như không thở nổi. Hai vị đợi một lát, tôi đi thông báo cho ông chủ. Dứt lời, Chu Lâm Lâm vội vàng chạy ra sân sau. Một lát sau Chu Lâm Lâm mới chạy về nói với hai người Lạc Trường Sinh, ông chủ chúng tôi mời hai vị. Cô ấy dẫn Lạc Trường Sinh và Trần Thiên Tề đi vào sân sau. Lúc này Tiêu Chính Văn đang thưởng thức trà, từ đằng xa đã nhìn thấy hai người Lạc Trường Sinh nhưng anh cũng không đứng dậy, thậm chí không có ý tiếp đón. Lạc Trường Sinh và Trần Thiên Tề nhìn nhau, nở nụ cười chế nhạo. Lạc Trường Sinh, Trần Thiên Tề ở Thiên Sơn chào cậu chủ năm. Hai người đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn rồi chắp tay nói. Tôi không liên quan gì đến nhà họ Quý, hơn nữa cũng không phải Tiểu Thái Tông, hai ông nhận lầm người rồi. Tiêu Chính Văn vừa uống trà vừa bình thản nói. Lạc Trường Sinh và Trần Thiên Tề nhìn nhau cười, bây giờ cho dù Tiêu Chính Văn giải thích thế nào cũng không ai tin lời anh. Nếu là thế thì chúng tôi vẫn nên gọi cậu là cậu Tiêu nhé, lần này chúng tôi đến đây là đại diện cho Thiên Sơn muốn làm một giao dịch có thể kiếm tiền với cậu. Lạc Trường Sinh ngồi xuống đối diện Tiêu Chính Văn. Trần Thiên Tề cũng không khách sáo ngồi xuống, sau đó tự rót cho hai người hai tách trà. Giao dịch gì cơ, Tiêu Chính Văn lướt nhìn hai người nhưng lại không tỏ vẻ hào hứng gì. Thật ra Thiên Sơn chúng tôi có thể bảo vệ cậu, viện trưởng Sở và Lữ Thanh Phong có quan hệ rất tốt, hơn nữa thực lực cũng không yếu hơn Lữ Thanh Phong. Trước đó, cậu giết Triệu Thiên Hòa, đồng nghĩa với việc ép Lữ Thanh Phong vào đường cùng nên ông ta mới khiêu chiến với cậu. Nhưng nếu Thiên Sơn chúng tôi muốn bảo vệ cậu thì Lữ Thanh Phong còn phải nể mặt chúng tôi, tha cho cậu.
Lạc Trường Sinh kiêu ngạo nói. Thật ra chỉ cần Thiên Sơn thu nhận Tiêu Chính Văn, cho phép Tiêu Chính Văn sống trong phạm vi của Thiên Sơn thì Lữ Thanh Phong không dám mạo hiểm đánh Thiên Sơn để đòi người. Ồ, Thiên Sơn các ông vẫn muốn lợi ích chứ nhỉ? Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Ha ha, tôi thích nói chuyện với người thông minh. Thật ra điều kiện của chúng tôi cũng rất đơn giản, giao trận pháp duy nhất Đại Hắc Thiên của nhà họ Quý ra. Sau đó giao hai cây hoa tử tiêu cậu lấy được trước đó cho Thiên Sơn chúng tôi bảo quản. Tất nhiên chúng tôi cũng chỉ lo lắng hai món đồ này sẽ bị Lữ Thanh Phong cướp mất thôi, mong cậu đừng hiểu lầm. Điều kiện thứ hai là sau này cậu hay nhà họ Quý đều phải nghe theo những gì Thiên Sơn chúng tôi sắp xếp. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn cũng bị Lạc Trường Sinh chọc giận. Rõ ràng là cháy nhà đến hôi của, tôi lại có cách khác, không biết hai vị có muốn nghe không? Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Ồ, cậu Tiêu cứ việc nói đừng ngại. Lạc Trường Sinh híp mắt hỏi. Gã nghĩ Tiêu Chính Văn đã không còn sự lựa chọn nữa rồi. Đưa tất cả trận pháp của Thiên Sơn đến chỗ tôi bảo quản thay các ông, tránh cho bị người có tâm tư khác cướp mất. Từ nay trở đi Thiên Sơn thuộc quyền của tôi, phải nghe theo lời tôi. Gì cơ, Lạc Trường Sinh và Trần Thiên Tề lập tức nổi giận. Cậu thật to gan. Hai người đập bàn cùng đứng bật dậy. Các ông xem đây là nơi nào, đến lượt các ông dở thói ngang ngược trước mặt tôi sao? Cút, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Cậu dám, Lạc Trường Sinh hung hăng trợn mắt, ánh mắt đằng đằng sát khí. Mặc dù hiện nay, Thiên Sơn không còn ở đỉnh cao. Nhưng bọn họ vẫn có một vị trí quan trọng trong võ tông. Trong giới thế tục, ai mà không nể mặt Thiên Sơn vài phần. Hơn nữa, Tỉnh Xuyên được Thiên Sơn coi như sân sau của mình, còn Sơn Thành cũng chỉ là một thành phố nhỏ ở Tỉnh Xuyên mà thôi. Vậy mà Tiêu Chính Văn dám vô lễ với bọn họ trong địa bàn của Thiên Sơn. Hừ, Trường Sinh, nếu cậu Tiêu không hoan nghênh chúng ta thì chúng ta cũng không cần nhiều lời nữa. Nói xong. Trần Thiên Tề quay sang nhìn Tiêu Chính Văn nói tiếp, tôi hy vọng vài ngày nữa, cậu Tiêu vẫn giữ được khí thế như ngày hôm nay. Nếu không Thiên Sơn sẽ thanh toán sạch sẽ món nợ với cậu đấy. Dứt lời, Lạc Trường Sinh và Trần Thiên Tề nghênh ngang sải bước ra khỏi tiệm ngọc. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Một thanh niên chưa tới 30 tuổi lại dám hung hăng trước mặt bọn họ như vậy. Hơn nữa, còn dám không coi Thiên Sơn ra gì. Thật sự cho rằng mình thiên hạ vô địch sao? Giết được 1 triệu thiên hòa thì có gì to tát? Nếu Lữ Thanh Phong không ra mặt trước thì Lạc Trường Sinh cũng có thể giết chết Tiêu Chính Văn. Đêm đó, lúc Lạc Trường Sinh và Trần Thiên Tề truyền đạt lại thái độ của Tiêu Chính Văn cho Sở Hồng Thiên, ngay cả người luôn lãnh đạm như Sở Hồng Thiên cũng cảm thấy tức giận. Toàn bộ Thiên Sơn đều chấn động. Hừ... Nếu không phải 2 ngày sau cậu ta và Lữ Thanh Phong giao chiến thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu ta. Lời này của Sở Hồng Thiên chứng tỏ ông ta đã thật sự tức giận. Đừng nói là Tỉnh Xuyên, mà ngay cả Hoa Quốc đều nghe rõ. Trong thời gian ngắn, trên mạng lại nổi ra một cuộc thảo luận. Không cần hỏi cũng biết nguyên nhân khiến Sở Hồng Thiên tức giận đến vậy chính là vì Tiêu Chính Văn. Không ngờ một chủ tiệm ngọc nhỏ bé mà lại dám đắc tội với 2 vị cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương. Cho dù là tiểu thái tông của nhà họ Quý đắc tội với 2 vị cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương thì cũng sẽ có kết cục không hề tốt đẹp. Nhất thời, mọi người đều chuyển sự chú ý về phía Sơn Thành. Mặc dù kết cục của trận chiến này đã gây tiếng vang lớn, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn xem Tiêu Chính Văn bị bẽ mặt. Đặc biệt là đám người trong 5 đại danh sơn từng bị Tiêu Chính Văn mắng chửi, thậm chí còn bị anh tát. Sáng sớm hôm sau, gần như toàn bộ võ tông của Hoa Quốc đều có hành động, các tông môn lớn và các gia tộc lánh đời đều lần lượt phái người đến xem trận chiến. Thực ra, đến xem trận chiến chỉ là một cái cớ của bọn họ, điều quan trọng nhất là nếu Lữ Thanh Phong giết được Tiêu Chính Văn, thì bọn họ sẽ lựa chọn xem đứng bên nào, đồng thời nịnh nọt Lữ Thanh Phong. Ông cụ Quý và một vài thành viên quan trọng trong nhà họ Quý đương nhiên cũng nằm trong số đó, nhưng bọn họ cũng không muốn nhìn thấy cảnh Tiêu Chính Văn mất mạng. Lúc này, trong sân bay, một thanh niên mặc áo trắng, đang sải bước trên đường, bên cạnh là một ông lão tóc bạc trắng. 2 người vừa bước ra khỏi sân bay, thanh niên áo trắng đã cau mày nói, không ngờ có nhiều nhân vật lớn đến đây như vậy. Bọn họ là người của một gia tộc võ đạo lâu đời, luôn ở ẩn ở biên giới Bắc Lương. Hơn nữa,
ông lão đứng bên cạnh cũng là một vị cường giả cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao từ ngoài lãnh thổ trở về. Bây giờ, nhà họ Tề họ đều ở biên giới Bắc Lương, hầu như chuyện gì cũng biết. Lần này, ông lão tóc bạc được cử đến Tỉnh Xuyên cùng Tề Thiên Huyền là để giúp Tề Thiên Huyền mở mang tầm mắt. Quản gia thừa, đám người này cộng lại gần bằng nửa võ tông. Trận chiến này thật sự đáng để họ chú ý đến vậy sao? Tề Thiên Huyền cau mày hỏi. Chú ý, cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Sở dĩ đám người này tới đây là vì không muốn bỏ lỡ cơ hội bỡ đỡ Hoa Sơn. Thực ra, trận chiến giữa cảnh giới bán bộ nhân vương và cảnh giới thiên thần một sao chẳng có gì đáng để lưu tâm, chỉ là trên người cậu thanh niên kia có thứ mà Hoa Sơn luôn thèm khát. Ông lão ung dung nói toạc ra. Ồ, thứ mà Hoa Sơn luôn thèm khát ư? Lẽ nào là Tề Thiên Huyền nói đến đây liền quay đầu nhìn ông lão, như thể muốn xác nhận suy đoán của mình từ phía ông lão. Đại Hắc Thiên, mặc dù trận pháp này được truyền từ Hoa Sơn, nhưng trên thực tế, đó là kỹ năng độc nhất của nhà họ Quý. Sở dĩ Hoa Sơn muốn nhắm vào Tiểu Thái Tông chính là để lấy trận pháp Đại Hắc Thiên. Cái gì? Người thanh niên nghe ông lão nói vậy liền tỏ vẻ không tin. Quản gia thừa, Đại Hắc Thiên vốn là trận pháp của Hoa Sơn. Tại sao bọn họ lại muốn lấy từ chỗ Tiểu Thái Tông chứ? Tề Thiên Huyền thật sự không hiểu điều ông lão đang nói. Thực ra từ mấy trăm năm trước, Hoa Sơn đã không còn được kế thừa Đại Hắc Thiên. Nói cách khác, bọn họ chỉ có được cái vỏ chứ chưa có được tinh túy. Lần này nếu có thể dùng tính mạng của Tiểu Thái Tông để ép nhà họ Quý quy phục thì quả là một thu hoạch lớn đối với Hoa Sơn. Chỉ là cho dù nhà họ Quý có giao trận pháp Đại Hắc Thiên ra thì Tiểu Thái Tông cũng không thể thoát chết. Nếu Lữ Thanh Phong không giết cậu ta thì Sở Hồng Thiên cũng sẽ không bao giờ tha cho cậu ta. Giang hồ đúng là hiểm ác, ông lão tóc bạc chắp tay sau lưng, khẽ thở dài. Quản gia thừa, nếu như ngộ nhỡ, ý tôi là ngộ nhỡ tên Tiểu Thái Tông đó thắng thì sao? Tề Thiên Huyền nhíu mày hỏi. Thắng, cậu ta lấy cái gì để thắng chứ? Nói thật cho cậu biết, trận quyết đấu giữa bọn họ không phải là trận thi đấu mà là một cuộc truy sát một phía. Người đạt cảnh giới như tôi ở trước mặt bán bộ nhân vương cũng chỉ như đứa trẻ 3 tuổi mà thôi, nói gì đến cảnh giới thiên thần một sao chứ. Chỉ tiếc là Tiểu Thái Tông luôn tràn đầy khí phách, làm được rất nhiều điều cho Hoa Quốc, cuối cùng vẫn có một kết cục thảm hại. Ông lão nói với vẻ tiếc nuối. Lúc ở vùng ngoài lãnh thổ, ông lão đã được nghe những gì Tiểu Thái Tông làm vì Hoa Quốc. Nói rõ ra, ông lão thực sự khâm phục lòng dũng cảm của Tiểu Thái Tông. Quản gia thừa. Chẳng phải ông từng nói, cho dù cao thủ bán bộ nhân vương trở về giới thế tục thì cũng không thể dễ dàng ra tay sao? Tề Thiên Huyền bối rối hỏi. Ông lão quay đầu nhìn Tề Thiên Huyền, là người kế thừa được nhà họ Tề đặc biệt đào tạo, Tề Thiên Huyền lúc này cũng đã sắp đột phá cảnh giới thiên thần. Chỉ là cảnh giới hiện giờ của Tề Thiên Huyền vẫn chưa thể hiểu được sự đáng sợ của bán bộ nhân vương là như thế nào. Bởi vì mặc dù nói bán bộ nhân vương không phải là nhân vương, nhưng sức mạnh của bán bộ nhân vương có thể vượt xa cảnh giới thiên thần. Sức mạnh vô song này có sức hủy diệt cực kỳ lớn đối với giới thế tục, thậm chí có thể hủy diệt thế giới. Vì vậy, khi bán bộ nhân vương trở lại, giữa các bên cũng phải có thỏa thuận, nếu không vượt quá giới hạn thì không được ra tay. Ông lão nói với vẻ nghiêm túc. Vậy có nghĩa là cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn trở về thì có thể kiểm soát mọi thứ. Mọi người phải nghe theo lời bọn họ. Nếu không, bọn họ sẽ hủy diệt cả thế giới. Tề Thiên Huyền không tin những chuyện này là sự thật. Chỉ vài bán bộ nhân vương mà có thể quyết định sự sống chết của thế giới này, điều này đã vượt qua sức tưởng tượng của anh ta. Bán bộ nhân vương, bọn họ không có gan lớn vậy đâu. Thực ra trên đời này vẫn có nhân vương tồn tại, hơn nữa trong giới thế tục luôn có những cao thủ ẩn thế. Ví dụ như Phái Quang Minh hay một số gia tộc lâu đời, mặc dù ngoài mặt, những gia tộc đó có vẻ đã suy tàn, nhưng trên thực tế đều có cường giả cảnh giới nhân vương chấn giữ. Cái gì? Tề Thiên Huyền kinh ngạc nhìn ông lão tóc bạc. Giống như Hạo Thiên Sáng thế chủ của Phái Quang Minh, hay Liễu Thành Long của nhà họ Liễu ở Tây Bắc. Bọn họ đều là cường giả cảnh giới nhân vương, chỉ là người bình thường rất ít khi được nhìn thấy họ ra tay. Không chỉ năm đại danh sơn e dè trước những người này mà ngay cả một số thế lực lớn của các cũng sợ hãi trước họ. Vì vậy, cho dù bây giờ võ tông nắm quyền thì thế giới này vẫn duy trì một trật tự nhất định. Ông lão vừa nói vừa nhìn đám mây trắng trên trời.
Đám mây trắng đó vô cùng kỳ lạ, hình thù như một đóa hoa sen. Đám mây trắng kia biểu trưng cho điều gì không cần nói cũng biết, chỉ là ông lão không nói gì nữa, có một số việc chỉ có thể nói không thể truyền ra ngoài. Nhưng ông lão không ngờ trận chiến của Tiêu Chính Văn và Lữ Thanh Phong lại chấn động đến sáng thế chủ Hạo Thiên. Lẽ nào đúng như lời đồn là Hạo Thiên và Tiêu Chính Văn có mối quan hệ không thể cho người ngoài biết? Đêm hôm đó bầu trời đêm ở cả Sơn Thành đều sáng rực như ban ngày, một lúc lâu sau ánh sáng chói lóa đó vẫn chưa tan. Lúc này những người đã từng gặp bán bộ nhân vương ngoài lãnh thổ mới không khỏi ngạc nhiên thốt lên, đến rồi. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều chấm đen giống bậc thang, những chấm đen này đi từ xa bay thẳng về hướng Sơn Thành. Mọi người đứng bên dưới nhìn lên bầu trời đều lộ vẻ không thể tin được. Đây là thang trời, chỉ có nhân vương thật sự mới được hưởng đãi ngộ này. Lữ Thanh Phong đang nói với cả thế giới, ông ta chỉ còn một chút nữa thôi là chạm đến nhân vương. Mà quyền uy của bán bộ nhân vương tuyệt đối không cho phép người bình thường như họ khiêu khích. Những chấm đen đó ngày càng gần, từng chấm đen nhỏ tí cũng dần trở thành từng viên đá hình vuông. Hơn nữa còn có một ông lão tóc bạc kiêu ngạo đứng trên viên đá đó. Lúc này ông lão mặc trang phục của võ thuật, tay cầm một thanh phất trần, sau lưng ông ta còn đeo một thanh kiếm thất tinh tang môn. Khuôn mặt dài hơn lừa ba tấc đó đầy những vết rỗ. Khuôn mặt đó thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy rợn người. Người này chính là Lữ Thanh Phong. Một luồng uy lực mạnh mẽ như đè ép từ trên cao xuống, tất cả võ giả đều lần lượt quỳ xuống. Lữ Thanh Phong nhìn đám người đã quỳ rạp ở phía dưới xuống thì nở nụ cười khinh thường. Trong mắt ông ta đám người này đều là đám kiến nhỏ bé. Dù trong đám người này cũng có không ít cường giả cảnh giới thiên thần nhưng trước mặt bán bộ nhân vương, cảnh giới thiên thần có là gì? Bên dưới rất nhiều tông chủ môn chủ võ tông đều sợ run lẩy bẩy. Mặc dù mục tiêu của Lữ Thanh Phong không phải là họ, nhưng sát khí mãnh liệt đó vẫn khiến họ cảm thấy run sợ. Lúc này không ít quân đội chính quy đóng quân trong rừng rậm gần Sơn Thành cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Lúc trước họ vẫn còn ngây thơ cho rằng dù là võ giả mạnh đến mấy cũng sẽ sợ vũ khí nóng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lữ Thanh Phong bước đi trên không như thiên thần giáng trần thì không khỏi sửng sốt. Lẽ nào sau khi đạt đến độ cao nhất định, võ giả không sợ vũ khí nóng thật sao? Rất nhiều sĩ quan đã toát mồ hôi đẫm trán. Cảnh tượng này quả thật đã vượt xa nhận thức của họ. Hơn nữa viên đá dài mấy chục mét lại có thể bay trên không trung, chuyện này phản khoa học quá. Ít nhất họ vẫn chưa từng nghĩ có ngày con người cũng có thể đạt đến trình độ cao như thế. 2. Xem ra sức mạnh của thế tục không đủ để khống chế võ tông. Một sĩ quan cao cấp không khỏi bỏ mũ sĩ quan xuống, thở dài nói. Lúc này các môn chủ ngông cuồng tự đại và đại diện của năm đại danh sơn kia cũng lần lượt cúi đầu, cởi bỏ vẻ kiêu ngạo. Trước mặt bán bộ nhân vương, họ nhỏ bé như một hạt cát trong đại dương. Đây còn là cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mọi người quỳ bên dưới gần như cùng lúc chắp tay chào ông lão trong không trung. Chúng tôi xin chào tiền bối Lữ. Chúng tôi xin chào tiền bối Lữ, nhiều người đều lớn giọng nói với Lữ Thanh Phong đang ở trên cao. Nhưng Lữ Thanh Phong ở trong không trung kia lại không hề liếc nhìn người bên dưới một cái. Ông ta nghĩ đám kiến nhỏ bé này chào mình như thế là điều hiển nhiên. Càng sẽ không có thiện cảm gì với những người đã tôn kính chào mình. Thậm chí ngay cả viện trưởng của năm đại danh sơn cũng đứng lên cung kính tự giới thiệu bản thân với Lữ Thanh Phong nhưng Lữ Thanh Phong chưa từng liếc nhìn họ. Đạt đến cấp bậc của ông ta thì những lễ nghi của thế tục đã bị ông ta xem thường. Còn phải đáp lễ với đám người này sao? Nằm mơ đi, dù sao cũng là bán bộ nhân vương, cách nhân vương siêu mạnh chỉ còn nửa bước. Chỉ cần vượt qua được ngưỡng cửa này thì ông ta chính là thần trong truyền thuyết, là người trường sinh bất tử trong truyền thuyết. Sao có thể quan tâm đến lễ nghi của danh sơn gì đó? Trong mắt đám người họ chỉ có người vô dụng nhất mới kéo bè kết phái. Bất kỳ ai trong số họ cũng sẽ là sự tồn tại mãi mãi, sao có thể để tâm đến đám kiến nhỏ bé, mạng sống có hạn kia được? Đây chính là bán bộ nhân vương, là sự tự tin tuyệt đối mà thực lực mạnh mẽ đem đến cho Lữ Thanh Phong. Mà sự thật cũng đúng như cũng gì Lữ Thanh Phong nghĩ.
Mặc dù ông ta không để ý đến người của năm đại danh sơn nhưng đám người đó lại không dám tỏ vẻ bất mãn. Không lâu sau Lữ Thanh Phong đã bay đến trên bầu trời của cửa tiệm Ngọc Vi Nhan, cũng may lúc này Khương Vi Nhan vẫn đang ở tỉnh khác để bàn chuyện hợp tác, không ở Sơn Thành. Nếu không cũng sẽ bị cảnh tượng này dọa sợ. Mặc dù Chu Lâm Lâm và đám người nhà họ Chu luôn nhắc nhở bản thân không thể để lộ vẻ sợ hãi nhưng vẫn không khỏi run rẩy. Chỉ thấy Lữ Thanh Phong giơ cánh tay ra chỉ nhẹ vào tiệm Ngọc Vi Nhan. Rắc rắc, chỉ thoáng chốc cả con phố đều xuất hiện một vết nứt sâu khoảng 100 mét. Chỉ là lực của một ngón tay thôi cũng đủ để san bằng cả con phố, đây là sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Ngay khi mọi người đều đang đoán có phải Tiêu Chính Văn đã chạy trốn rồi không thì thấy cánh cửa tiệm Ngọc Vi Nhan mở ra, Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh bước ra khỏi đó. Ngẩng đầu lên nhìn Lữ Thanh Phong, Tiêu Chính Văn bình tĩnh mỉm cười, sau đó vung tay lên, sát khí và uy lực khiến người khác e dè gần như biến mất ngay lập tức. Ừ, khá lắm, thế mà có thể ngăn được uy lực của tôi, Triệu Thiên Hòa chết không oan. Giọng của Lữ Thanh Phong như sấm rền. Gần như có thể khiến trời đất sụp đổ tại đây. Ngay lúc này một bóng người tiến lại gần với tốc độ không thể tin được, bóng người đó tức khắc xuất hiện như một luồng sáng. Chỉ thấy đối phương mặc một bộ áo dài màu trắng, tóc bạc như đang nói với mọi người rằng ông ta đã trải qua rất nhiều thăng trầm của năm tháng. Người này chính là Sở Hồng Thiên của Thiên Sơn. Ôi, sao Sở Hồng Thiên của Thiên Sơn cũng đến thế? Ông cụ quý không khỏi nhíu mày. Sở Hồng Thiên cũng là cảnh giới bán bộ nhân vương, có thể so được với Lữ Thanh Phong. Chỉ riêng Lữ Thanh Phong cũng đủ để giết chết Tiêu Chính Văn rồi. Bây giờ lại thêm một bán bộ nhân vương nữa, Tiêu Chính Văn còn có cơ hội sống không? Người xung quanh cũng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thôi xong, hai bán bộ nhân vương cùng tụ lại đây, chắc chắn không phải là để nói chuyện phiếm, mục tiêu của họ có lẽ chỉ có một, đó là Tiêu Chính Văn. Anh Sở, Lữ Thanh Phong nhíu mày nhìn Sở Hồng Thiên nói. Ông ta có thể xem thường đám người võ tông quỳ dưới đất lúc nãy, nhưng lại không thể không lên tiếng chào hỏi Sở Thiên Hồng có thực lực và cảnh giới ngang bằng ông ta. Anh Lữ, đừng hiểu lầm, hôm nay tôi đến đây để trợ sức cho anh. Nói thật thì tên này quá hống hách, nếu không phải anh Lữ và cậu ta có thù từ trước thì tôi đã phanh thây cậu ta từ lâu rồi. Sở Hồng Thiên không hề che giấu nỗi căm hận của mình với Tiêu Chính Văn. Mọi người đều đổi sắc mặt. Ngay cả Sở Hồng Thiên ở Thiên Sơn cũng muốn đánh với Tiêu Chính Văn sao? Hừ, dù nói thế nào thì ngày tốt của Tiểu Thái Tông đã hết rồi, dù cậu ta có thể có bản lĩnh thế nào cũng không phải là đối thủ của hai cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương. Hai, có thể chết trong tay cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương cũng xem như là thời khắc huy hoàng cả cuộc đời cậu ta. Thỉnh thoảng vang lên tiếng bàn tán trong đám người. Lữ Thanh Phong nhìn Sở Hồng Thiên, lạnh lùng liếc xéo Tiêu Chính Văn đứng bên dưới nói, anh Sở, xem ra hôm nay phải nói xin lỗi với anh rồi. Tên này không thể sống quá 3 giây nữa. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn Lữ Thanh Phong và Sở Hồng Thiên, cười khẩy nói, chỉ sợ 5 phút sau, ông sẽ khóc đến mức không tìm được hướng bắc nữa kìa. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa nhảy vọt lên không trung. Bay thẳng về phía Lữ Thanh Phong. Thực ra chỉ cần đạt đến cảnh giới thiên thần là có thể bay lên không trung. Lúc trước, khi Tiêu Chính Văn vừa đột phá cảnh giới thiên thần 1 sao, anh đã từng bay qua Âu Lục. Trong số những người có mặt ở đây, chưa kể đến người của gia tộc lánh đời, ngay cả những đại diện do năm đại danh sơn phái tới cũng có không ít người là cường giả cảnh giới thiên thần. Tuy nhiên, không ai trong số họ dám thi triển kỹ thuật bay trên không. Bay ngang với Lữ Thanh Phong và Sở Hồng Thiên. Bởi vì bọn họ biết rõ, so với cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương, bọn họ chỉ nhỏ bé như con kiến. Bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ ngước nhìn cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn sắp bay lên không trung, Lữ Thanh Phong hừ một tiếng, vuốt tay áo, một luồng uy lực mạnh mẽ như thủy triều tấn công về phía Tiêu Chính Văn. Từ đầu đến cuối, Lữ Thanh Phong chẳng hề coi Tiêu Chính Văn ra gì. Theo ông ta thấy, chuyến đi này của mình không phải là đấu võ với Tiêu Chính Văn, mà là để tuyên bố với cả thế giới rằng sự uy nghiêm của võ tông là bất khả xâm phạm. Hơn nữa, ông ta chỉ nhẹ nhàng vuốt tay áo, mà luồng uy lực này đã đủ để san bằng một ngọn núi lớn. Một cường giả cảnh giới thiên thần 1 sao sao có thể chống đỡ nổi.
Đòn này đủ để biến Tiêu Chính Văn thành một đống thịt vụn. Chỉ là trong lòng Lữ Thanh Phong cảm thấy hơi đáng tiếc. Mọi chuyện còn chưa bắt đầu đã phải vội vàng kết thúc, hoàn toàn khác xa với suy nghĩ trước đây của ông ta. Trước khi đến, Lữ Thanh Phong đã từng tưởng tượng ra rất nhiều cách giết Tiêu Chính Văn. Thậm chí còn nghĩ sẽ khiến Tiêu Chính Văn biến thành xương máu, để răn đe những kẻ hèn hạ dám coi thường năm đại danh sơn. Nhưng lúc mọi người đều cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ chết thì uy lực nặng nề như núi kia đã bị một cái phất tay áo của Tiêu Chính Văn lặng lẽ loại bỏ. Không chỉ vậy, Tiêu Chính Văn còn bình tĩnh đi về phía Lữ Thanh Phong. Như thể những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhìn thấy cảnh này, Lữ Thanh Phong không khỏi nhíu mày. Không ngờ, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Lữ Thanh Phong lạnh lùng nói. Lữ Thanh Phong biết rõ uy lực của đòn mình vừa ra. Đừng nói đến việc Tiêu Chính Văn chỉ là cao thủ thiên thần một sao, mà ngay cả cao thủ cảnh giới thiên thần địa cấp 3 thì sao cũng sẽ nổ tung mà chết trong chốc lát. Vậy mà Tiêu Chính Văn lại chẳng hề hấn gì. Sở Hồng Thiên ở bên cạnh cũng nhíu mày, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Nếu cậu đã muốn chết như vậy thì tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Nói xong, Lữ Thanh Phong duỗi tay ra, nắm lấy thanh kiếm Thất Tinh Tang Môn sau lưng. Mái tóc dài của ông ta cũng tung bay. Đôi mắt sắc lạnh kia tỏa ra sát khí chết người. Sau khi Lữ Thanh Phong vung kiếm ra, Tiêu Chính Văn cũng chuyển động. Anh đưa tay lên, một màn ánh sáng vàng xuất hiện trước người anh. Hừ, trận pháp không gian. Đây là trận pháp bí mật của Hoa Sơn chúng tôi, dùng nó sao có thể chặn được kiếm của tôi chứ? Lữ Thanh Phong gầm lên, dùng toàn bộ sức lực, thanh kiếm này dường như có thể cắt đôi thế giới. Nhưng lúc Lữ Thanh Phong cho rằng Tiêu Chính Văn sử dụng trận pháp bí mật của Hoa Sơn để chống lại kiếm của mình thì đột nhiên màn sáng đó biến mất trong không khí. Trong giây tiếp theo, rồng vàng khổng lồ bay vút lên bầu trời. Gừ, tiếng rồng gầm kinh thiên động địa khiến đám người bên dưới chảy máu mũi và ù tai. Đại Hắc Thiên, hừ, đáng tiếc là ngay cả Hoa Sơn chúng tôi cũng không có người kế thừa Đại Hắc Thiên. Nhưng trận pháp bí mật của cậu không thể chống lại kiếm của tôi đâu. Tiểu Thái Tông, chịu chết đi. Lữ Thanh Phong hừ một tiếng rồi lại vung ra một nhát kiếm. Nhát kiếm này dường như có thể cắt ngân hà thành hai mảnh. Keng, rồng vàng khổng lồ va chạm với thanh kiếm trong tay Lữ Thanh Phong trên không trung, tia lửa không ngừng tóe ra. Cái gì? Sao? Sao có thể chứ? Nhìn thấy rồng vàng không hề hấn gì, Lữ Thanh Phong vô cùng kinh ngạc. Rồng vàng đó chính là trung tâm của trận pháp Đại Hắc Thiên. Rồng bay tứ hải, huyết mạch của rồng mạnh nhất thế giới. Bất kể là đối với người hay thú, thì đều có sức chân áp cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ cần rồng vàng bay lên thì sẽ có uy ực hủy diệt trời đất. Trong lúc Lữ Thanh Phong còn đang do dự thì nghe thấy một tiếng động lớn. Rầm, rồng vàng lập tức biến mất, kiếm khí trong tay Lữ Thanh Phong cũng biến mất theo. Hừ, chẳng trách cậu dám thách thức tôi, xem ra cậu cũng có chút thực lực đấy. Nhưng đáng tiếc, với thực lực hiện giờ của cậu nếu còn sống thêm chục năm nữa thì tôi tin cậu sẽ trở thành người giỏi nhất trong số thế hệ trẻ trên thế giới. Thậm chí còn có thể được Thiên Đạo Minh Ước thu nhận, trở thành thành viên cốt cán của bọn họ. Nhưng thật đáng tiếc cho cậu, cậu không nên đối đầu với Bán Bộ Nhân Vương. Trong mắt Bán Bộ Nhân Vương, cậu chỉ như một hạt cát. Hôm nay, tôi sẽ cho cậu biết uy lực của Bán Bộ Nhân Vương như thế nào. Lữ Thanh Phong vừa dứt lời. Trời đất một phương đồng thời rung chuyển. Một luồng sóng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang tỏa ra khắp nơi trong không khí và gợn lên như một cơn sóng nước. Khi âm thanh kinh thiên động địa vang lên, cả khoảng không đều rung chuyển dữ dội. Vào lúc này, khoảng không xung quanh Tiêu Chính Văn cũng không ngừng xoắn vào nhau, dường như cả một khoảng không trong không gian sẽ bị tan vỡ. Chỉ thấy Lữ Thanh Phong giơ tay lên đánh một cú. Vào giờ phút này, ngay cả những ngọn núi xung quanh cũng rung chuyển theo, khiến cả Sơn Thành như vừa xảy ra một trận động đất lớn có cường độ 10 trở lên. Nhiều tòa nhà ở trung tâm thành phố đều bị đánh sập, nhiều cây cao ngất ngưỡng cũng bị bật gốc. Trong nháy mắt, sức mạnh ghê gớm này đã áp đảo toàn bộ thành phố Sơn Thành. Nhìn thấy cú đánh của Lữ Thanh Phong giáng xuống như một ngọn núi, sắc mặt của Tiêu Chính Văn cũng trở nên nặng nề. Tiêu Chính Văn giơ nắm đấm lại. Sau khi hai cú đấm va chạm vào nhau, từng vầng sáng màu trắng bạc tỏa ra xung quanh hai người họ.
Tất cả những người ở phía dưới đều nhìn lên bầu trời với vẻ mặt kinh hoàng. Mặc dù cú đánh nhìn trông khá đơn giản, nhưng bên trong lại bao gồm trận pháp bí mật tối cao, hơn nữa nó còn mang theo khí thức cổ xưa. Cả một bầu trời đêm trong nháy mắt đã sáng như ban ngày, như thể một vũ khí hạt nhân nhỏ đã được kích nổ. Sóng khí vô tận xung quanh bị cuốn lên cao, bay thẳng lên bầu trời hàng ngàn mét, sau đó lại lần lượt lăn xuống, tấn công về phía xung quanh Lữ Thanh Phong. Ngay cả Lữ Thanh Phong cũng không khỏi kinh hoàng. Ông ta đã lĩnh ngộ đến cấp độ thứ hai của trận pháp, đó là sử dụng từ trường của mình để tác động đến từ trường của vũ trụ. Theo lý mà nói, cảnh giới của ông ta không những cao hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều, mà ngay cả sự hiểu biết của ông ta về trận pháp cũng cao hơn Tiêu Chính Văn một bậc mới đúng. Nhưng cú đấm vừa rồi lại bật ngược sức mạnh của ông ta, điều này thật sự quá khoa trương. Khoảng không xung quanh Tiêu Chính Văn đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, ngay sau đó, dường như toàn bộ không khí xung quanh Tiêu Chính Văn đều bị rút sạch. Những người trong phạm vi 100 mét chỉ cảm thấy ngộp thở. Một giây sau, phía trên đầu của Tiêu Chính Văn đột nhiên lóe lên một vầng sáng cầu vồng. Đột phá rồi ư. Những người phía dưới đều ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, điều này thật sự quá khó hiểu. Một người ở cảnh giới thiên thần một sao đang giao đấu với một cao thủ ở cảnh giới bán bộ nhân vương lại dám đột phá ở giữa trận. Việc này chẳng khác nào tự tìm cái chết. Lữ Thanh Phong thấy tình cảnh này, trong mắt đằng đằng sát khí. Chẳng qua là vào giờ phút này, ông ta hoàn toàn không rảnh để đối phó với Tiêu Chính Văn, bởi vì cơn sóng khí đang ập tới nhìn trông có vẻ yếu ớt nhưng thực sự lại không phải vậy. Mặc dù ở cảnh giới bán bộ nhân vương, nhưng Lữ Thanh Phong cũng không dám có một chút khinh suất. Bởi vì chỉ có người đã đạt tới cảnh giới như ông ta mới cảm nhận được loại sức mạnh bom tấn như muốn xé nát cả thế giới đó. Ngay khi Lữ Thanh Phong còn chưa kịp định thần lại, thì trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một vầng sáng cầu vồng. Cái gì? Hai mắt Lữ Thanh Phong lóe lên tia hung tợn. Tiêu Chính Văn lại liên tiếp đột phá hai cảnh giới, chỉ trong nháy mắt, đã đạt tới thực lực của cảnh giới thiên thần địa cấp. Điều này, thật là phi khoa học. Dưới cảnh giới thiên thần, quả thật có rất nhiều người có thể trấn áp tu luyện của mình, sau đó đột phá lên đến cảnh giới thiên thần. Nhưng sau khi lên đến cảnh giới thiên thần, thì dù là sức mạnh của chính mình hay cấp độ cảnh giới đều không còn giống trình độ như trước nữa. Nếu chỉ là trấn áp một loại cảnh giới, cố không đột phá thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu trấn áp cả hai cảnh giới mà cố không đột phá, gần như là không thể. Bởi vì thực lực lớn mạnh của cảnh giới thiên thần rất có thể sẽ làm nổ tung người trấn áp cảnh giới. Chuyện này, tôi không nhìn lầm chứ, anh ta vậy mà lại liên tục đột phá được hai cảnh giới. Thằng nhóc này đúng là một con yêu quái. Không ngờ cậu ta lại dám trấn áp cả hai cảnh giới mà không đột phá. Thằng này đúng là tự tìm cái chết, những người phía dưới còn chưa kịp nói hết, trên không trung đột nhiên xuất hiện những luồng sáng cầu vồng cực kỳ chói lọi. Hơn nữa hồi lâu vẫn chưa biến mất. Cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Nhìn thấy cảnh tượng này, hầu như tất cả mọi người đều chết lặng. Ngay cả trên trán Lữ Thanh Phong cũng chảy ra những hạt mồ hôi lạnh. Nhưng sau đó, những luồng sáng cầu vồng dần dần trở nên mờ đi, cũng không xuất hiện thêm hiện tượng kỳ lạ nào nữa. Đến lúc này, Lữ Thanh Phong mới thở dài một hơi. Rõ ràng, mức đột phá của Tiêu Chính Văn cũng chỉ đến đây thôi. Mãi đến mấy giây sau, cảnh giới của Tiêu Chính Văn thực sự đã vững vàng dừng ở trên cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao và không đột phá tiếp nữa. Dù là vậy, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã liên tiếp đột phá tới 3 cảnh giới cũng đủ kinh động cả thế giới. Vào giờ phút này, ngay cả Lữ Thanh Phong cũng không dám xem nhẹ. Nếu không sử dụng tuyệt kỹ của mình, e rằng trận chiến ngày hôm nay sẽ dẫn đến kết quả khó lường. Mặc dù vậy, nhưng cũng khiến sắc mặt Lữ Thanh Phong trở nên vô cùng khó coi. Vừa rồi Tiêu Chính Văn lợi dụng sức ảnh hưởng của cú va chạm giữa hai bên, để khống chế Lữ Thanh Phong, sau đó mới ung dung tiếp tục đột phá. Việc này đã khiến cho Lữ Thanh Phong cảm thấy nhục nhã khi bị người khác trêu chọc. Dù sao đối thủ trước đó chỉ là một võ giả có cảnh giới thiên thần một sao. Lữ Thanh Phong đã sai sót khi đã không giết anh ngay bằng một đòn. Lại còn trơ mắt nhìn đối thủ liên tiếp đột phá, đây quả thật là một sự sỉ nhục lớn của cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương. Cho dù hôm nay Lữ Thanh Phong có giết được Tiêu Chính Văn đi chăng nữa, nhưng nếu chuyện này lan truyền ra ngoài thì ông ta vẫn sẽ trở thành trò cười trong câu chuyện của mọi người.
Đường đường là một bán bộ nhân vương lại bị dồn ép bởi một cảnh giới thiên thần một sao, hơn nữa còn trơ mắt nhìn đối thủ lần lượt đột phá, mà lại không thể làm gì. Lúc này, những người đang theo dõi trận đấu ở phía dưới đều vô cùng kinh hãi nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Trong chớp mắt, từ cảnh giới thiên thần một sao đã đột phá lên đến cảnh giới thiên thần bốn sao. Yêu quái phương nào đây? Đặc biệt là ông cụ quý, cụ ta thậm chí còn liên tục dụi dắt không dám tin vào mắt mình. Đây là điều không thể nào, không thể nào. Lúc này, ngay cả Sở Hồng Thiên cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Ông ta đã sống mấy trăm năm cũng chưa từng gặp ai quái dị như Tiêu Chính Văn. Xem ra tôi đã xem nhẹ cậu, không ngờ lại liên tiếp đột phá được cả ba cảnh giới. Lữ Thanh Phong lạnh lùng mở miệng nói. Mặc dù thực lực mà Tiêu Chính Văn thể hiện đủ để trở thành một con yêu quái, nhưng Lữ Thanh Phong vẫn có sự tự tin của mình. Suy cho cùng ông ta cũng là người có thực lực, cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao vẫn không là gì so với một cao thủ trước mặt có cảnh giới bán bộ nhân vương. Thiên địa nhất sắc, Lữ Thanh Phong tức giận trợn mắt, đồng thời, ông ta giơ một tay lên, thanh kiếm dài vẽ ra một đường sáng màu bạc trong khoảng không. Ngay lập tức, một tia sáng lóe lên trên bầu trời, sau đó, cả thế giới đều rơi vào một mảng trắng bạc. Nếu nhìn kỹ hơn sẽ phát hiện, cảnh tượng sáng màu trắng bạc thực ra là lãnh vực kiếm khí được hình thành từ vô số kiếm khí. Thằng danh kia, cậu chết với tôi. Lữ Thanh Phong như một tên ác ma đến từ thời cổ đại, ông ta kiêu ngạo đứng trên hư không với một khí thế áp đảo cả bầu trời. Vô số kiếm ảnh trói lấy Tiêu Chính Văn trong một màn sáng màu bạc. Mỗi kiếm khí dường như đều có sức mạnh xé nát núi sông. Cảnh tượng này giống như từng ngọn núi giao biển kiếm, đang biến hóa ở trước mắt mọi người. Có vẻ như rất huyễn hoặc, nhưng luồng sát khí mãnh liệt đó lại hết sức chân thực. Loại uy thế này đừng nói là một người bằng xương bằng thịt, ngay cả một người sắt được đúc từ gang thép cũng bị kiếm ảnh xé nát thành mảnh vụn. Mà Tiêu Chính Văn người bị bao vây trong vô số kiếm ảnh, lại nhỏ bé như một hạt bụi. Nhưng chỉ một giây sau, Tiêu Chính Văn lại cười khẩy. Trong lúc giơ tay lên, màn sáng màu bạc như một bức tường, phía trên đỡ lấy trời, phía dưới chống đất. Sau đó dừng ở trước mặt và hút hết tất cả kiếm khí trong nháy mắt. Phía sau màn sáng màu vàng như một vực thẳm không đáy đang ẩn hiện. Cho dù Lữ Thanh Phong có gia tăng sức mạnh lên cỡ nào, thì vô số kiếm ảnh vẫn bị thu vào màn sáng. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả những người đang xem trận đấu bên dưới cũng không khỏi đổ mồ hôi hạt. Cậu ta, anh ta chỉ mới đạt tới cảnh giới thiên thần thật sao? Không thể nào, sao tôi cảm thấy? Hình như anh ta đã đạt tới cảnh giới nhân vương rồi. Nghe thấy cuộc nói chuyện của những người bên dưới, Sở Hồng Thiên không khỏi nheo mắt lại, hét lên với Lữ Thanh Phong, anh Lữ. Nếu không giết chết thằng nhóc đó thì sau này nhất định sẽ là mối nguy hiểm lớn cho anh và tôi. Lúc này, ngay cả những người bên dưới đang xem trận chiến cũng có thể nhận ra rằng trên người Tiêu Chính Văn đang cất giấu một bí mật lớn. Bởi vì thực lực anh thể hiện quá mạnh mẽ. Nếu anh tiếp tục phát triển, rất có khả năng sẽ đột phá lên cảnh giới nhân vương trong một khoảng thời gian ngắn. Đến lúc đó, đám người Lữ Thanh Phong còn là cái thá gì nữa? Trước mặt nhân vương, bán bộ nhân vương chỉ yếu ớt như một đứa trẻ, thậm chí Tiêu Chính Văn cũng có thể dễ dàng chém chết bọn họ. Nhưng vào lúc này, màn ánh sáng vàng khẽ lay động. Ngay sau đó, vô số kiếm khí cùng lúc phóng ra từ trong màn ánh sáng, phóng về phía Lữ Thanh Phong. Trong nháy mắt vị trí tấn công và phòng thủ thay đổi, vừa rồi Tiêu Chính Văn gần như đã phải chết, nhưng trong nháy mắt, Lữ Thanh Phong lại rơi vào thế nguy hiểm. Bởi vì đó là kỹ năng độc nhất của Lữ Thanh Phong, nhưng vô số kiếm ảnh đó chân thực đến mức khiến Lữ Thanh Phong toát mồ hôi hột. Giết, Lữ Thanh Phong gầm lớn, lại giơ kiếm lên chém giết. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng lại phải đối mặt với kỹ năng độc nhất của chính mình. Từng luồng sáng vụt bay. Vô số tiếng kim loại va chạm vang lên. Keng keng keng, cho đến cuối cùng, Lữ Thanh Phong lại bị chính chiêu thức của mình đánh lùi mấy chục bước. Lúc này, trên mặt Lữ Thanh Phong đầy vẻ kinh hãi. Ông ta vừa phải đối phó với chiêu thức của chính mình, vừa phải để mắt đến Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, điều khiến ông ta càng không thể tin được chính là khí thức của Tiêu Chính Văn không hề bị rối loạn, ngược lại anh còn bình tĩnh nhìn mọi thứ trước mặt. Xem ra thực lực của Tiêu Chính Văn còn mạnh hơn cả cao thủ bán bộ nhân vương như ông ta. Sao có thể thế được?
Bùm, lúc Lữ Thanh Phong còn đang run sợ thì Tiêu Chính Văn đột nhiên đánh tới. Tiếng nổ lớn vang lên, cả người Lữ Thanh Phong toát mồ hôi lạnh. Thậm chí còn không kịp nghĩ nhiều, đã vội vàng giơ nắm đấm chống đỡ. Bùm, tiếng nổ lớn vang lên, hai người lại tách ra xa. Lúc này, Lữ Thanh Phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, sao bay đầy trước mắt. Bây giờ Lữ Thanh Phong mới thực sự cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Dưới cú đánh vừa rồi, Tiêu Chính Văn không hề nhúc nhích, trong khi ông ta lại phải lùi lại ba bước. Điều này chứng tỏ điều gì? Có nghĩa là từ đầu đến giờ, đối phương vẫn chưa phát huy hết sức lực. Thằng nhãi, xem ra hôm nay tôi phải thể hiện hết bản lĩnh cho cậu thấy mới được. Sắc mặt Lữ Thanh Phong vô cùng khó coi. Vừa dứt lời, khí tức quanh người Lữ Thanh Phong đột nhiên thay đổi. Uy thế mạnh mẽ của bán bộ nhân vương đột lên bay lên từ dưới chân ông ta và phóng thẳng lên trời. Những kiếm ảnh phản ngược lại kia cũng biến mất. Không xong rồi, Lữ Thanh Phong định dùng hết sức lực rồi. Ông cụ Quý vô cùng căng thẳng, thầm đổ mồ hôi vì Tiêu Chính Văn. Mặc dù đến lúc này, biểu hiện của Tiêu Chính Văn đã rất tốt, nhưng dù gì cảnh giới của anh cũng thấp hơn Lữ Thanh Phong. Khoảng cách về cảnh giới chắc chắn khiến Tiêu Chính Văn không thể trở thành đối thủ của Lữ Thanh Phong. Lúc nãy hai bên giao chiến kịch liệt như vậy là vì Lữ Thanh Phong vẫn chưa dùng toàn bộ sức lực. Vừa rồi ông ta chỉ dùng thái độ chơi đùa để thi đấu với Tiêu Chính Văn mà thôi. Nhưng lúc này, từ vẻ mặt nghiêm túc của Lữ Thanh Phong có thể thấy ông ta đã quyết tâm muốn giết Tiêu Chính Văn. Cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương chỉ cần muốn giết thì có thể giết chết cao thủ cảnh giới thiên thần trong chớp mắt. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa nhân vương và thiên thần. Có thể thực hiện hóa suy nghĩ và khống chế sức mạnh trời đất một phương, chính là chỗ đáng sợ của cảnh giới nhân vương. Lúc này, dường như mọi người đều có thể cảm nhận được sát khí nồng nặc trong không khí. Ánh mắt Lữ Thanh Phong càng trở nên lạnh lẽo. Khí thế quanh người mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Xẹt, giữa trời đột nhiên xuất hiện tia sét, sau đó tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên. Ầm ầm ầm, cùng với tiếng sấm vang lên, vô số tia sét xuất hiện trên bầu trời, bao phủ lấy đầu Tiêu Chính Văn như những hạt mưa. Lữ Thanh Phong thực sự có thể biến hóa biển sét Côn Luân. Nhìn thấy cảnh tượng này, các cao thủ cảnh giới thiên thần phía dưới đều vô cùng kinh ngạc. Với sự xuất hiện của biển sét, khí thế quanh người Lữ Thanh Phong càng trở nên hừng hực. Thằng nhãi, hôm nay tôi sẽ phá lệ một lần để cho cậu lĩnh giáo thế nào là thực lực của bán bộ nhân vương. Vừa dứt lời, bóng dáng của ông ta dần biến mất. Trong giây tiếp theo, Lữ Thanh Phong đã xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn. Soạt, Lữ Thanh Phong đột nhiên vung ai, kiếm thất tinh tang môn chém về phía Tiêu Chính Văn mà không hề báo trước. Tốc độ của ông ta nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy một luồng gió hướng về phía vai mình. Anh thậm chí còn không kịp nghĩ nhiều, trên ngực vụt ra tia đỏ. Keng, thanh giáo dài liệt long màu đỏ kia dường như bảo vệ chủ nhân theo bản năng, phóng ra đối đầu với kiếm thất tinh tang môn của Lữ Thanh Phong. Phản lực mạnh mẽ khiến Tiêu Chính Văn lùi về phía sau vài bước. Ngay sau đó, một đám mây đen lớn lại vây lấy Tiêu Chính Văn vào biển sét. Tiếng sét lúc này càng dày đặc hơn lúc trước. Như thể trời đất nơi đây muốn chôn vùi Tiêu Chính Văn. Uy lực của trời đất cuồn cuộn như muốn phá hủy cả thế giới, vô số tia sét rơi xuống đầu Tiêu Chính Văn như những hạt mưa. Lúc này, Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy sức mạnh quanh mình đang nhanh chóng tan biến. Đây là sự trấn áp mạnh mẽ của trời đất đối với Tiêu Chính Văn. Sức mạnh to lớn này đã vượt qua phạm vi mà con người có thể tưởng tượng. Lúc này, Lữ Thanh Phong đã hoàn toàn khống chế được Tiêu Chính Văn nhờ uy lực của trời đất. Mọi người dường như đã nhìn thấy cảnh cái chết thê thảm của Tiêu Chính Văn dưới lưỡi kiếm của Lữ Thanh Phong. 2. Suy cho cùng cách biệt cảnh giới vẫn quá lớn. Cảnh giới bán bộ nhân vương đã đáng sợ đến vậy, chẳng lẽ cảnh giới nhân vương có thể hủy diệt cả trời đất à? Ông cụ Quý thầm thở dài, đồng thời cũng cảm thấy tiếc thương cho Tiêu Chính Văn. Sau khi Tiêu Chính Văn chết, e rằng trong vòng trăm năm, thậm chí là nghìn năm nữa, Hoa Quốc cũng sẽ không có một thiên tài nào tài giỏi như Tiêu Chính Văn. Hừ, đối mặt với thực lực tuyệt đối, thì mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Lạc Trường Sinh ngồi dưới theo dõi trận chiến nói với vẻ chế nhạo. Gã không thể quên được vẻ mặt kiêu ngạo của Tiêu Chính Văn trước đây.
càng không thể quên được cảnh Tiêu Chính Văn dám đuổi một viện trưởng của Học viện Kiếm Thiên Sơn như gã. Từ khi linh phí phục hồi, ai dám coi thường người của Thiên Sơn? Ai dám vô lễ với viện trưởng của năm đại danh Sơn như vậy? Tiêu Chính Văn đáng chết, bất luận Tiêu Chính Văn có phải Tiểu Thái Tông thật hay không thì đều phải chết. Lạc Trường Sinh nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mắt, ước gì chiêu tiếp theo của Lữ Thanh Phong có thể khiến Tiêu Chính Văn tan xác, như vậy mới có thể khiến nỗi hận trong lòng gã nguôi ngoai. Cách đó không xa, Sở Hồng Thiên đang theo dõi trận chiến cũng nở nụ cười lãnh đạm. Mặc dù Tiêu Chính Văn có nhiều điểm nổi trội, hơn nữa còn có thể đột phá 2-3 cảnh giới trong lúc giao chiến với bán bộ nhân vương. Nhưng cho dù là vậy thì đã sao chứ? Dù sao anh cũng chỉ là một thằng danh con cảnh giới thiên thần mà thôi, ở trước mặt bán bộ nhân vương, cảnh giới thiên thần chẳng là gì cả. Lúc này Tiêu Chính Văn đã cảm nhận được chút nguy hiểm. Dù sao thực lực hiện giờ của anh vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Chỉ cách bán bộ nhân vương một bước, nhưng sự cách biệt này vẫn là một trời một vực. Cho dù anh hiểu rõ về trận pháp hơn Lữ Thanh Phong, nhưng anh vẫn không thể thu hẹp khoảng cách quá lớn giữa cảnh giới bán bộ nhân vương và thiên thần. Lúc này, Lữ Thanh Phong nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ tự mãn, khóe miệng nhếch lên giễu cợt nói, chỉ cần cậu quỳ xuống nhận lỗi thì hôm nay tôi sẽ suy nghĩ đến việc giữ cho cậu toàn thây. Lữ Thanh Phong cho rằng chỉ cần ông ta đánh hết sức thì cuộc chiến hôm nay đã không còn phải thấp thỏm nữa. Mặc dù đang đối mặt với một người nhỏ tuổi cảnh giới thiên thần, Lữ Thanh Phong cũng dùng hết sức để đánh một cú. Điều này cũng xem như là nỗi tủi nhục với cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương. Nhưng chỉ cần giết được đối phương thì ai dám xem thường ông ta? Để cho tôi toàn thây sao? Ông không cảm thấy mình vui quá sớm rồi à? Tiêu Chính Văn cười khẩy đáp. Cái gì? Đã đến nước này mà Tiêu Chính Văn còn dám coi thường ông ta? Lữ Thanh Phong không khỏi tức giận trợn trừng hai mắt, con người đen láy của ông ta như thể phun ra hai ngọn lửa. Này chàng trai! Không ai có thể sống sót trong cú đánh sấm sét. Không quá 10 giây nữa là cậu sẽ bị thiên lôi thiêu chết tại đây. Lữ Thanh Phong cảm thấy không hả giận, chỉ vào Tiêu Chính Văn quát, chỉ dựa vào một thằng nhãi chưa đến 30 tuổi như cậu mà cũng dám khiêu khích tôi à. Năm đó tôi ở ngoài lãnh thổ sông pha chiến trường, cậu còn chưa ra đời đâu. Ở trước mặt tôi, cậu chỉ đáng cúi đầu nhận tội thôi. Thật ra sức mạnh trong cơ thể Tiêu Chính Văn đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Chỉ cần sức mạnh trong cơ thể anh bị rút cạn, tiếp theo dù trước đó anh đã trải qua lễ rửa tội của Lôi Hải Côn Luân thì cũng sẽ chết trong hàng nghìn tia sấm chớp đó. Nhưng ngay khoảnh khắc sức mạnh của Tiêu Chính Văn sắp bị rút cạn, trên gương mặt Tiêu Chính Văn lại xuất hiện nụ cười khẩy. Chỉ dựa vào ông mà cũng muốn khiến tôi chôn mình trong biển sấm sét sao? Vừa dứt lời chỉ thấy Tiêu Chính Văn hơi nhắm mắt lại. Lúc này tất cả người xem trận chiến đều nghĩ Tiêu Chính Văn đã bỏ cuộc. Nhưng ngay sau đó bỗng có một tiếng động cực lớn kinh thiên động địa vang lên. Một luồng chớp từ trên trời đánh xuống. Mây đen lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn bị tia chớp xuyên qua, thoáng chốc đã biến mất không còn tung tích. Không chỉ thế mà sấm chớp dày đặc như mưa lúc nãy cũng dần tan đi, như thể gặp phải khắc tinh nào đó. Cái gì? Lữ Thanh Phong không khỏi tái mặt vì kinh ngạc, hơn nữa người xem trận đấu cũng đều ớn lạnh. Đây là nhân vương thiên kiếp à? Hả, Sở Hồng Thiên vừa dấy lên suy nghĩ này, rồi sau đó lắc đầu thầm nói không đúng. Sấm chớp của nhân vương thiên kiếp là màu tím, còn sấm sét này lại màu bạc. Lẽ nào là một loại sức mạnh không bị trời đất chấp nhận xuất hiện, mới dẫn đến việc trời đất tức giận? Đúng thế, là cảm giác này. Tiêu Chính Văn từ từ mở mắt ra, lúc này mọi thứ diễn ra trước mắt anh đều có sự thay đổi rất lớn. Anh dường như có thể nhìn thấy từng phân tử và nguyên tử trong không khí. Hơn nữa từng luồng khí tức màu trắng hình thành nên một vòng xoáy cuồn cuộn trong người Tiêu Chính Văn. Đây là chân khí từng được ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục. Mặc dù không ít đệ tử võ tông vẫn luôn nghĩ nội công mình luyện là đang luyện chân khí. Chỉ là họ không biết chân khí thật sự luôn tiềm ẩn trong đất trời. Nhưng thứ họ tu luyện chỉ là không khí xung quanh mà thôi. Trong Thiên Sơn Thư Lục lại có ghi chép rất rõ ràng về chân khí. Trong mà không đục là thật, nổi mà không chìm là thật, nuôi dưỡng vạn vật đều là thật. Ba điều này không thể thiếu một, chỉ có giác ngộ chân lý vạn vật mới có thể hiểu được chân khí.
Sau khi Tiêu Chính Văn mở mắt ra, khí tức xung quanh anh cũng theo đó thay đổi. Một luồng khí tức không yếu hơn Lữ Thanh Phong phát ra từ trong cơ thể Tiêu Chính Văn. Lúc này khí thế của Tiêu Chính Văn giống như cầu vồng, thậm chí quanh anh hình thành một bức tường chân khí vây chặt Tiêu Chính Văn trong đó. Sao cậu có thể đột phá cảnh giới bán bộ nhân vương? Lữ Thanh Phong cực kỳ ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn. Bán bộ nhân vương không chỉ dựa vào giác ngộ mới có thể đột phá được mà còn cần phải có sự tích lũy về mặt thời gian. Nếu không thì cả thế giới này đã đầy rẫy cường giả bán bộ nhân vương rồi. Không, cậu ta không đột phá bán bộ nhân vương, nhưng, Sở Hồng Thiên lấy làm lạ lên tiếng nhắc nhở. Chỉ là ông ta cũng không rõ nguyên nhân về sự thay đổi trên người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng nói, giết ông, không cần đột phá. Vừa dứt lời Tiêu Chính Văn đã đâm một giáo đến. Đòn tấn công này như thể động đến cả bầu trời, lại hệt như hoàn toàn được tích hợp với vạn vật của thế gian này. Nói cách khác vạn vật đều là giáo, thậm chí kể cả không khí trong không trung. Uy lực này đâu phải là thứ mà kiếm ảnh vô biên lúc nãy của Lữ Thanh Phong có thể so sánh. Dường như đòn tấn công này có thể đâm thủng vũ trụ, thậm chí đâm đến thiên cung. Lữ Thanh Phong không dám nghĩ nhiều, vội vàng vung kiếm ra đỡ lấy thanh giáo dài trong tay Tiêu Chính Văn. Nhưng thanh kiếm dài của ông ta chưa chạm đến thanh giáo dài liệt long màu đỏ của Tiêu Chính Văn đã bị một lực vô hình cực lớn đánh bay ra xa. Phụt, cơ thể Lữ Thanh Phong vẫn chưa rơi xuống đất mà đã nôn ra một ngụm máu. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả người xem bên dưới đều ngây người. Lữ Thanh Phong nôn ra máu ư? Ông ta là cường giả bán bộ nhân vương đấy. Chuyện này sao có thể? Cậu, Lữ Thanh Phong ôm ngực, lảo đảo đứng dậy không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này Hạo Thiên đứng ở đằng xa quan sát thấy hết mọi chuyện khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn Tiêu Long ở bên cạnh nói, xem ra ông lo lắng dư thừa rồi. Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày nói, tôn thượng, Tiêu Chính Văn nó, ha ha, chân khí. Tồn tại trong vạn vật, ở thế gian này chỉ có giác ngộ được chân lý này mới có thể đến gần được với đạo trời. Nắm được đạo trời trong tay thì bán bộ nhân vương có thể đối đầu được sao? Đạo trời cao cả vô song, dù là tôi thì cũng chỉ như hạt cát khi ở trước mặt đạo trời thôi. Nói xong, sáng thế Hạo Thiên xoay người rời đi. Chân khí, cậu chỉ mới là cảnh giới thiên thần 4 sao, sao có thể giác ngộ sự tồn tại của chân khí? Lữ Thanh Phong và Sở Hồng Thiên gần như cùng lúc thốt lên câu ngạc nhiên. Đúng thế, chính là chân khí. Gần đây Tiêu Chính Văn luôn tìm kiếm cơ hội này. Mà cuộc chiến với Lữ Thanh Phong mới khiến Tiêu Chính Văn lập tức hiểu ra mọi thứ. Cũng chính vì trận chiến này khiến Tiêu Chính Văn đạt được độ cao toàn hoàn mới về lĩnh hội vạn vật thế gian. Chân khí, Lạc Trường Sinh vô thức nhìn một thủ lĩnh của Hằng Sơn, người nãy cũng là bán bộ nhân vương, chỉ là vẫn khiêm tốn ẩn mình trong đám người. Chân khí này không phải là chân khí kia. Không phải là loại nhỏ ngưng tụ trong không khí mà mọi người tu luyện, người có thể giác ngộ được chân khí thật sự đã đến gần với đạo trời lắm rồi. Thái cực sinh lưỡng nghĩa sinh tứ tượng, cái gì là thái cực? Chính là chân khí này. Mặc dù thủ lĩnh Hằng Sơn vẫn đĩnh đạc nói thế nhưng ánh mắt ông ta lại hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Vì cho đến bây giờ ông ta cũng chưa thể lĩnh hội được cấp độ này, vẫn còn cách chân khí một khoảng cách rất xa. Người lĩnh hội chân khí thật sự thậm chí có thể đi ngược lại với mọi người. Dù là cảnh giới nhân vương cũng chẳng là gì so với đạo trời. Dù Tiêu Chính Văn chỉ mới là cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao, nhưng lúc này muốn giết Lữ Thanh Phong cũng chỉ là một cái nhấc tay thôi. Không thể nào, cậu không thể lĩnh hội được sự tồn tại của chân khí. Sắc mặt Lữ Thanh Phong tái xanh, nghiến răng nghiến lợi lớn giọng gào lên. Hơn 100 năm trước, Lữ Thanh Phong cũng từng đọc được hai chữ chân khí trong một bộ sách cổ. Hơn nữa mô tả về chân khí trong bộ sách cổ đó giống với Thiên Sơn Thư Lục. Tiếc là với sự lĩnh hội của Lữ Thanh Phong, dù có đọc 1000 lần ông ta cũng không thể lĩnh hội được chân lý trong đó, càng không thể đạt đến cấp bậc hiện giờ của Tiêu Chính Văn. Nhưng ông ta là quái vật sống hơn mấy trăm năm thế mà lại thất bại dưới tay một tên nhóc chưa đến 30 tuổi về tính lĩnh hội. Cho dù Lữ Thanh Phong có phục hay không thì Tiêu Chính Văn sẽ không cho ông ta cơ hội nữa. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn xoẹt người qua, thoáng chốc đã đến trước mặt Lữ Thanh Phong. Tiêu Chính Văn còn chưa ra tay,
Lữ Thanh Phong đã cảm nhận được khí tức chết chóc nồng đậm. Không, không thể nào, hàng nghìn hàng trăm năm nay chưa có ai dưới nhân vương mà giác ngộ được chân khí. Cậu cũng không thể. Cơ thể Lữ Thanh Phong không khỏi run rẩy, thậm chí cắn rách đầu lưỡi để lấy lại tỉnh táo. Hai tay Lữ Thanh Phong cầm chặt kiếm thất tinh tăng môn, trên mũi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Dù thế nào đi nữa, ông ta cũng không sẽ đầu hàng trước một thanh niên. Sau hàng trăm năm tôi luyện, sao ông ta có thể để thua một thanh niên vắt mũi chưa sạch chứ? Dù đối phương là ai, dù đối phương đã đạt tới cảnh giới nào, Lữ Thanh Phong cũng không thể thua, không thể thua. Soạt, khi kiếm quang được vạch ra từ tay của Lữ Thanh Phong, dường như không gian đã bị xé ra thành một vết nứt dài. Lữ Thanh Phong lúc này đã rơi vào trạng thái cực điên cuồng, dù thế nào ông ta cũng phải đánh liều một trận. Nhát kiếm này ông ta đã dùng hết sức ra chém, cho dù có sức mạnh áp đảo thế giới, nhưng ở trước mặt Tiêu Chính Văn thì trông vẫn rất nhỏ bé. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn thản nhiên lắc nhẹ thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay, mũi giáo chỉ ra, kiếm khí ghê gớm kia giống như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời chói lọi, trong nháy mắt đã lập tức tan biến. Giáo dài như rồng, mạnh đến mức không thể nào ngăn nổi, đánh thẳng vào lồng ngực Lữ Thanh Phong, a, à, cậu chết đi cho tôi. Lữ Thanh Phong lại dùng kiếm chém ra, sau đó một sức mạnh to lớn đập mạnh vào lồng ngực của ông ta. Bùm, máu bắn ra tung tóe trên cơ thể của Lữ Thanh Phong, cùng lúc đó vang lên từng tiếng xương gãy giòn tan. Cơ thể của bán bộ nhân vương đã trải qua vô số năm tích lũy, và trở nên rắn chắc không thể phá hủy. Ngay cả một quả bom nguyên tử nhỏ cũng không thể làm tổn thương ông ta dù là nhỏ nhất. Nhưng vào khoảnh khắc này, chỉ với một mũi giáo của thanh giáo dài liệt long màu đỏ đã xé ra một lỗ dài trên da thịt ông ta. Trong nháy mắt, máu lập tức phun trào, khiến Lữ Thanh Phong đau đến như suýt ngất đi. Không, tuyệt đối không thể nào. Lữ Thanh Phong nhìn vào vết thương dài trên người mình với vẻ mặt không thể tin được. Sau khi đâm vào Lữ Thanh Phong, thanh giáo dài liệt long màu đỏ trên tay Tiêu Chính Văn lại chĩa thẳng vào lưng Lữ Thanh Phong ở một góc độ vô cùng hiểm hóc. Bụp, mặc dù chỉ bị cán của thanh giáo dài liệt long màu đỏ đâm trúng, nhưng xương sống của Lữ Thanh Phong đã bị gãy thành tiếng, toàn bộ lưng lập tức thấm đẫm máu. Cơn đau dữ dội ập đến, Lữ Thanh Phong đau thấu tim gan. Hai mắt ông ta nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ không tin được. Những người đang xem trận đấu đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Tất cả mọi người đều nín thở, thậm chí không dám hít một hơi. Một cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương lại bị đánh bẹp bởi thiên thần thiên cấp 4 sao. Đây là điều mà không ai dám tưởng tượng được, ngay cả Sở Hồng Thiên cũng không khỏi nuốt nước bọt. Bán bộ nhân vương mà ở trước mặt Tiêu Chính Văn, ông ta thậm chí còn không có sức đánh trả lại. Chỉ trong một đòn đã bị đánh đến mức cả người be bét máu. Không, Lữ Thanh Phong cố nhịn cơn đau dữ dội khắp người, phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Dẫu sao ông ta cũng là cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương, ngay cả khi ở vùng ngoài lãnh thổ ông ta cũng bất khả chiến bại. Dù biết rõ bản thân không thể xoay chuyển tình thế, nhưng ông ta cũng phải liều mạng mà chiến đấu. Khi tiếng nổ lớn vang lên, vô số ánh sáng chói mắt xuất hiện trên không trung. Rõ ràng, Lữ Thanh Phong đã mất hết hy vọng, thậm chí không còn ôm một tia hy vọng sống nào nữa. Chương 25 nhưng dù có chết ông ta cũng phải kéo theo Tiêu Chính Văn, khiến toàn bộ không gian nổ tung để chết chung với anh. Nhưng khi ông ta còn chưa kịp kết tụ từ trường trong không gian để kích nổ, thanh giáo dài của Tiêu Chính Văn lại tấn công đến lần nữa. Những ánh sáng chói lóa kia tan biến trong nháy mắt, đối mặt với một sức mạnh tuyệt đối, những thủ đoạn vặt vãnh này của Lữ Thanh Phong vốn không có tác dụng gì. Xem ra, bán bộ nhân vương cũng không phải là đối thủ của Tiểu Thái Tông. Chẳng lẽ trước giờ Tiểu Thái Tông vẫn luôn mạnh như vậy sao? Chúng ta thực sự đã đánh giá thấp thực lực của nhà họ Quý rồi. Nghe thấy những lời bàn tán của những người xung quanh, ông cụ Quý càng cảm thấy hối hận. Nếu như ngay từ đầu, cụ ta có thể lên tiếng bênh vực cho Tiêu Chính Văn khi Tiêu Chính Văn và nhà họ Quý vạch rõ ranh giới, thì giờ đây nhà họ Quý sẽ vinh quang cỡ nào? Đáng tiếc rằng thời gian không thể quay ngược lại. Nếu Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lý trước khi trận đấu diễn ra, vậy từ nay về sau, anh sẽ không còn xuất hiện với thân phận Tiểu Thái Tông nữa. Vinh dự này cũng sẽ không liên quan gì đến nhà họ Quý. Phụt, thanh giáo dài liệt long màu đỏ đâm xuyên vào bụng dưới của Lữ Thanh Phong nhanh như chớp,
máu bắn tung tóe như chút nước. Cơ thể của Lữ Thanh Phong bị sức mạnh vô hình đánh ngã từ trên không trung. Phụt, Lữ Thanh Phong nặng nề đáp đất, phiến đá xanh trên mặt đất để lại một cái hố hình người. Không phải ông nói muốn tôi quỳ xuống cầu xin mới cho tôi chết một cách toàn thây sao? Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm Lữ Thanh Phong trong cái hố hình người, lạnh lùng hỏi. Thằng danh, cậu dám sỉ nhục tôi? Tôi, Lữ Thanh Phong còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã bước xuống, đạp thẳng vào mặt ông ta. Ầm một tiếng, đầu của Lữ Thanh Phong lại chìm xuống gần một mét. Phụt, Lữ Thanh Phong phun ra một ngụm máu, cả khuôn mặt bị Tiêu Chính Văn đạp đến mức biến dạng. Nhưng dù ông ta có tức giận đến đâu, cũng không thể thoát khỏi chân Tiêu Chính Văn. Vào lúc này, trong lòng Lữ Thanh Phong vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng vẫn sợ hãi nhiều hơn. Ông ta không thể ngờ rằng bản thân lại có kết cục này, mà Tiêu Chính Văn lại thể hiện được sức chiến đấu quá đáng sợ. Đáng tiếc, tôi không muốn cho ông được chết toàn thây. Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Chính Văn vừa dứt, thanh giáo dài liệt long màu đỏ đột nhiên đâm tới. Phập, Lữ Thanh Phong còn chưa kịp mở miệng, thanh giáo dài liệt long màu đỏ đã đâm vào ngực của Lữ Thanh Phong. Phụt, Tiêu Chính Văn dùng lực lắc mạnh tay, trong phút chốc thi thể của Lữ Thanh Phong đã tan thành vô số mảnh thịt nát. Nhìn thấy tượng cảnh này, ai nấy đều sợ hãi nuốt nước bọt, nhìn về phía Tiêu Chính Văn như nhìn thiên thần giáng thế với ánh mắt sợ sệt. Lúc này, trong mắt mọi người không còn bất cứ vẻ khinh thường hay chế giễu nào, thay vào đó là sự sợ hãi và kính sợ tột cùng. Cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao lại có thể giết được một cường giả cảnh giới bán bộ thiên vương ngay trước mặt mọi người. Chỉ riêng kết quả này đã đủ để ghi danh vào lịch sử. Huống hồ, trong hàng trăm ngàn năm, chưa từng có một cường giả cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao nào có thể lĩnh ngộ được sự tồn tại của chân khí. Cho dù là chiến thần Bạch Khởi, cấp dưới của Tần Vương năm ấy cũng không làm được. Từ khi linh khí trở về, Lữ Thanh Phong là cường giả bán bộ nhân vương đầu tiên bị mất mạng. Hơn nữa, lại còn bị giết bởi một thanh niên ở cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Tin tức này đủ để làm chấn động toàn thế giới. Tiêu Chính Văn từ tốn thu lại thanh giáo dài liệt long màu đỏ, sau đó chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hồng Thiên vẫn đang ở không trung. Lúc trước không phải ông từng nói, muốn dạy cho tôi một bài học nhớ đời sao? Bây giờ ông có thể ra tay rồi. Lời này vừa thốt ra, Sở Hồng Thiên lập tức toát mồ hôi lạnh. Ông ta cũng là cao thủ của cảnh giới bán bộ nhân vương. Nhưng thực lực của ông ta chỉ ngang tầm với Lữ Thanh Phong. Ngay cả Lữ Thanh Phong cũng bị nghiền nát một cách vô tình, thì ông ta sao có thể là đối thủ của Tiêu Chính Văn? Nhưng lời nói của Tiêu Chính Văn đã thốt ra rồi, nếu không ứng chiến thì mặt mũi ông ta để ở đâu? Mà nếu ra tay, sự lĩnh ngộ của Tiêu Chính Văn đã cách xa ông ta hàng chục con phố. Thực lực của đôi bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp, làm sao ông ta có thể chiến đấu được? Sở Hồng Thiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với vẻ mặt vô cùng khó coi, ông ta nghiến răng nói, danh con, cây cao thì đón gió lớn, bốp. Lữ Thanh Phong chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã giáng một bạt tai vào mặt Sở Hồng Thiên từ xa. Đón gió lớn ư, đáng tiếc, ông không phải cơn gió đó. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn lại vung tay tát thêm một bạt tai vào mặt Sở Hồng Thiên. Cùng với âm thanh lanh lảnh vang lên, cơ thể Sở Hồng Thiên lập tức chao đảo. Rồi rơi thẳng xuống đất từ trên không trung. Sở Hồng Thiên còn chưa kịp đứng dậy, Tiêu Chính Văn đã nâng giày da của mình, rồi dẫm lên mặt ông ta. Thế nào, ngay cả khi tôi đánh ông hai bạt tai, ông cũng không định ra tay trả thù sao? Không phải ông nói muốn tôi giao hết tất cả ra và nghe lời ông sao? Bốp bốp bốp, giọng nói Tiêu Chính Văn vừa dứt, anh lại vung tay tát thêm mấy bạt tai vào mặt Sở Hồng Thiên. Khuôn mặt già nua của Sở Hồng Thiên đỏ phồng lên như sắp rỉ máu. Nhưng cuối cùng, ông ta cũng chỉ nắm chặt tay, chậm rãi cúi đầu xuống. Lúc này trên khán đài đều im lặng như tờ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Ai dám tưởng tượng, một cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương lại bị một thanh niên tát điên cuồng chứ? Điều khiến người ta dở khóc dở cười nhất là vị cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương kia lại không dám làm gì cả chỉ có thể cúi đầu chịu đựng những cái tát. Điều kinh khủng nhất là ông ta lại là Sở Hồng Thiên của Thiên Sơn. Mà cả Tỉnh Xuyên được Thiên Sơn coi như sân sau của nhà mình. Cảnh tượng này như thể bị một tên vô danh đánh đập và mắng mỏ ngay trên sân sau của nhà mình, vậy mà bản thân lại không dám nói nửa lời. Lúc này,
đám người Lạc Trường Sinh càng thêm xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng. Sở Hồng Thiên bị Tiêu Chính Văn ức hiếp như vậy, bọn họ cũng vô cùng mất mặt. Viện trưởng thì đã sao? Thủ lĩnh thì đã sao? Ngay cả cường giả bán bộ nhân vương từ vùng ngoài lãnh thổ trở lại còn bị người ta đè bẹp trên mặt đất, thì bọn họ có là cái thá gì? Hôm nay, tôi không muốn giết người nữa, nhưng ông phải nhớ cho kỹ, nếu người của Thiên Sơn còn dám hành động ngang ngược thì tôi nhất định sẽ đánh tới Thiên Sơn, khiến Thiên Sơn các người diệt môn. Cút, Tiêu Chính Văn vung tay, lại thêm một cái tát vang dội giáng xuống mặt Sở Hồng Thiên, khiến ông ta bay ra hơn 10 mét. Sau đó lăn thêm 3-4 mét rồi đâm sầm vào cột điện bên đường rồi mới dừng lại. Sở Hồng Thiên chật vật bò dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiêu Chính Văn với vẻ vô cùng phẫn uất. Nhưng cuối cùng vẫn không dám hé răng nửa lời. Đối với những người đã sống hàng trăm năm như bọn họ, thể diện không còn quan trọng bằng tính mạng. Chỉ có người sống mới có thể diện để nhắc tới, một cái xác chết thì làm gì còn thể diện nữa. Tiêu Chính Văn từ từ bước đến gần đám đông. Mọi người tự động giạt ra tạo thành một con đường, sau đó cúi thấp đầu không dám nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Lúc này, trong lòng mọi người đều vô cùng kính sợ Tiêu Chính Văn. Bao gồm cả Lạc Trường Sinh cũng lùi sang một bên với vẻ run sợ. Theo bọn họ thấy, đây vốn dĩ là trận chiến thể hiện uy lực của Lữ Thanh Phong sau khi trở về, nhưng không ngờ cuối cùng lại phải nuốt hận chịu nhục. Không ai có thể ngờ rằng hai vị cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương đến đây. Một người thì bị Tiêu Chính Văn giết ngay tại chỗ, còn một người bị Tiêu Chính Văn cảnh cáo, nhưng cũng không dám nói nửa chữ. Mặc dù đám người Lạc Trường Sinh đang siết chặt nắm đấm, hận không thể liều mạng đấu với Tiêu Chính Văn. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không đủ dũng khí để đối mặt với cái chết. Cho dù bọn họ liều mạng giết Tiêu Chính Văn thì kết quả cũng chỉ có một, đó là phải chết. Ngay cả Sở Hồng Thiên cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thì sao bọn họ dám làm loạn trước mặt Tiêu Chính Văn. Nhưng điều duy nhất an ủi được lòng bọn họ là người giết Lữ Thanh Phong là Tiểu Thái Tông của nhà họ Quý. Mọi người đều là cường giả vùng ngoài lãnh thổ, ít nhất thì những cường giả vùng ngoài lãnh thổ như bọn họ cũng không phải bị một tên trong giới thế tục ép không ngẩng nổi đầu. Trong số hàng nghìn người, chỉ có ông cụ Quý biết rõ. Người trước mặt không phải là Tiểu Thái Tông của nhà họ Quý mà là một chàng trai trẻ họ Tiêu. Mặc dù nhà họ Quý cũng có rất nhiều thế hệ trẻ tài giỏi, nhưng so với chàng trai này thì chẳng là gì cả. Khoảng cách khác biệt này không chỉ đơn giản là tư chất. Mà giống như khi bạn leo được 100 mét lên ngọn núi cao, thì đối phương đã đứng trên đỉnh núi. Tiêu Chính Văn lúc này, trong mắt bất cứ ai, cũng đều là cường giả số 1. Ngay cả các viện trưởng của năm đại danh sơn cũng phải kinh ngạc trước thực lực của Tiêu Chính Văn. Trong số thế hệ trẻ ngày nay, căn bản không có ai có thể so sánh nổi với anh. Ngay cả những tiền bối có thể so sánh với Tiêu Chính Văn cũng vô cùng hiếm hoi. E rằng sau trận chiến hôm nay, người này đủ ngang tài ngang sức đấy với năm đại danh sơn rồi. Trong đám người, một ông lão nói với vẻ khó khăn. Kế sau Võ Thần Tông. Tiêu Chính Văn rõ ràng đã trở thành một thế lực mới. Hơn nữa lực chiến của Tiêu Chính Văn vô cùng mạnh mẽ, có thể ép hai vị cường giả cảnh với bán bộ nhân vương không ngóc đầu lên được. Mà cho đến bây giờ, Võ Thí Thiên vẫn chưa thể hiện sức mạnh. Nói cách khác, sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn sẽ là một ngôi sao mới còn chói lọi hơn cả Võ Thí Thiên. Mãi cho đến khi bóng lưng của Tiêu Chính Văn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đám đệ tử của Hoa Sơn mới chạy trốn trong tuyệt vọng. Lúc này ông cụ Quý thất thần nhìn về phía tiệm ngọc. Đã có lúc, ông cụ Quý cũng giống như những người khác, cho rằng Tiêu Chính Văn cần mượn uy thế của Tiểu Thái Tông mới có thể kiêu ngạo đứng vững giữa các cường giả vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng bây giờ thì sao? Chưa kể đến Tiểu Thái Tông đã sớm qua đời, ngay cả trong thời kỳ huy hoàng, Tiểu Thái Tông đâu thể chiến đấu với Lữ Thanh Phong như vậy. Người số một dưới bán bộ nhân vương thì cũng chỉ là người dưới bán bộ nhân vương mà thôi, chẳng có tư cách gì để chiến đấu với bán bộ nhân vương cả. Nhưng Tiêu Chính Văn thì sao? Trong vài chiêu ngắn ngủi, anh đã có thể giết bán bộ nhân vương. Ngay cả Tiểu Thái Tông đấu với Tiêu Chính Văn cũng chẳng thể coi là thù địch. Người ta cần thân phận Tiểu Thái Tông sao? Hoàn toàn không cần, lúc này, ông cụ Quý vô cùng khâm phục Tiêu Chính Văn. Dù Tiêu Chính Văn mới chỉ ngoài 20, nhưng hoài bão trong lòng anh cũng đủ đè bẹp ông lão đã sống mấy trăm năm.
ngay cả Quý Sương Nhi cũng kinh ngạc nhìn theo Tiêu Chính Văn. Lúc trước, cô ta luôn cho rằng Tiêu Chính Văn không xứng để mạo danh chú năm của cô ta. Thậm chí còn cảm thấy Tiêu Chính Văn đã làm nhục danh tiếng chú năm Tiểu Thái Tông. Trong lòng cô ta, Tiêu Chính Văn luôn bám vào nhà họ Quý, nếu không có sự bảo vệ của nhà họ Quý thì Tiêu Chính Văn đã chết từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, Tiêu Chính Văn lại dùng hiện thực vô cùng tàn khốc để tát cô ta một cái thật mạnh. Với thực lực này, người ta còn cần sự bảo vệ của nhà họ Quý sao? Ngược lại, nhà họ Quý phải dựa vào uy danh của người ta để tiếp tục tồn tại mới đúng. Chú Nam, lúc Tiêu Chính Văn đi ngang qua đám người nhà họ Quý, Quý Sương Nhi vô thức gọi. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề quan tâm mà đi thẳng về tiệm Ngọc Vi Nhan. Quý Sương Nhi thở dài, cắn môi. Mặc dù đối phương không trả lời cô ta, nhưng hành động của Tiêu Chính Văn đã nói lên tất cả. Trận chiến hôm nay nhất định sẽ gây chấn động thế giới. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh chàng này hẳn là có lai lịch không tầm thường. Một ông lão tóc bạc nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn và thở dài nói. Ở tuổi của Tiêu Chính Văn là đã có thể giết Lữ Thanh Phong trước mặt mọi người có mặt ở đây đều hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Theo tôi thấy, cũng chỉ có thiên tài ở vùng ngoài lãnh thổ mới có đủ tư cách so tài với cậu ta. Trong thế tục, người dưới nhân vương không ai là đối thủ của chàng trai này. Một ông lão khác cũng thở dài, nhìn về phía tiệm ngọc xa xa. Khi đám đông giải tán, kết quả của trận đấu này cũng được công khai. Cái gì, Lữ Thanh Phong bị giết rồi? Ôi vãi, chẳng phải Lữ Thanh Phong đã là bán bộ nhân vương rồi sao? Sao lại bị một tên cảnh giới thiên thần một sao tàn sát? Một sao gì chứ, bây giờ người ta đã đạt cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao rồi. Cho dù là thiên thần 4 sao thì cũng không đủ để thách thức bán bộ nhân vương. Bỗng chốc, năm đại danh sơn và các môn phái võ tông đều đang thảo luận về vấn đề này. Đồng thời, kết quả của trận chiến này cũng bắt đầu được lan truyền rầm rộ trên mạng. Ngay cả thiên tử cũng nhận được tin tức, xem từng dòng bình luận trên mạng. Thiên tử hít một hơi thật sâu, nhíu mày nghi hoặc hỏi, lẽ nào là cậu ấy? Bán bộ nhân vương, không ngờ, cậu ấy chỉ mất 5 năm mà lực chiến đã tiến bộ nhiều như vậy. Nói xong, thiên tử tắt máy, trên mặt lộ ra nụ cười thích thú. Mặt khác, một số cao thủ của năm đại danh sơn cũng tập hợp lại để bàn bạc biện pháp đối phó. Sau khi thảo luận một hồi, năm đại danh sơn hầu như thống nhất cho rằng nên lôi kéo Tiêu Chính Văn bằng mọi cách để phục vụ cho riêng mình. Suy cho cùng thế lực hiện nay của Hoa Quốc đã vô cùng phức tạp, nếu có thêm một thế lực khác đủ mạnh chống đối với năm đại danh sơn, thì cục diện sẽ chỉ gây bất lợi hơn cho năm đại danh sơn. Mặc kệ Tiêu Chính Văn có thật sự là tiểu thái tông của nhà họ Quý hay không, thực lực của anh cũng đã đủ để thu hút sự chú ý của năm đại danh sơn. Hơn nữa, có thể giết chết cao thủ của bán bộ nhân vương, thì việc lôi kéo anh cũng sẽ không làm tổn hại đến thể diện của năm đại danh sơn. Nhưng duy nhất chỉ có Hoa Sơn vẫn kiên quyết cho rằng nên tập hợp thế lực mạnh nhất của năm đại danh sơn cùng nhau tiêu diệt Tiêu Chính Văn. Nếu không, đợi đến khi Tiêu Chính Văn lớn mạnh, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Dù sao trước đó Tiêu Chính Văn đã từng cảnh cáo Sở Hồng Thiên, nếu người của Thiên Sơn còn làm sằng làm bậy, thì anh sẽ san bằng Thiên Sơn. Điều này cho thấy, Tiêu Chính Văn hoàn toàn không có thiện cảm nào với năm đại danh sơn. Ngược lại, rất có thể trong lòng anh có thù địch với năm đại danh sơn. Sau khi thảo luận gần một ngày, năm đại danh sơn vẫn không thể đạt đến sự thống nhất, cuối cùng chỉ có thể cụt hứng đi về. Vào lúc này, trong một cung điện ở trên ngọn núi cao nhất của Thiên Sơn, hai người đàn ông mặc áo đen đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Một người đàn ông mặc áo đen đặt tách trà xuống và nói, anh Lý, không ngờ anh lại đến thăm tôi đúng là có phúc ba đời. Người đàn ông khác mặc áo đen khá lịch lãm chỉ cười rửng rưng. Cụ ta chính là một trong những người kế thừa của Lý Tịnh thời Tam Nguyên trong thời kỳ thịnh vượng của nhà Đường. Bây giờ cụ ta cũng là một nhân vật vô cùng đáng sợ ở vùng ngoài lãnh thổ. Nghe nói, sau Lý Tịnh thời Tam Nguyên, nhà họ Lý đã xuất hiện rất nhiều nhân tài, mỗi thế hệ đều có một thế hệ trẻ có năng lực cực cao. Người trước mặt này chính là cháu trai đời thứ 15 của Lý Tịnh, Lý Chính Đạo. Cụ ta cũng là nhân vật hàng đầu của nhà họ Lý hiện nay. Nhưng người ngồi đối diện cụ ta lại là sư phụ của Sở Hồng Thiên, Âu Dương Nghi, được xưng là kiếm tiên của Thiên Sơn. Anh Âu Dương khách sáo quá,
thật ra tôi cũng chỉ là thuận đường ghé thăm người bạn cũ thôi. Hoa Sơn có thể thống trị được năm đại danh sơn trong tương lai hay không đều phụ thuộc vào bản lĩnh của anh Âu Dương rồi. Lý Chính Đạo mỉm cười mở miệng nói. Thống trị năm đại danh sơn ư? Hai, Hoa Sơn bây giờ còn có thực lực này hay không vẫn còn rất khó nói. Trước đây, trong thế tục đã xuất hiện một người kỳ quái, không biết anh Lý có nghe nói chưa? Âu Dương Nghi khẽ nhíu mày nói. Người kỳ quái mà Âu Dương Nghi nhắc đến dĩ nhiên là Tiêu Chính Văn. Một người có cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao lại tỉnh ngộ ra được chân khí. Thực ra với thực lực hiện giờ của cụ ta cũng chỉ mới tìm được cánh cửa bước vào đó mà thôi. Với thực lực hiện giờ của cụ ta, sao có thể so sánh được với bán bộ nhân vương chứ? Theo như thường lệ, chỉ sau khi đạt đến bán bộ nhân vương mới có thể lĩnh ngộ được sự tồn tại của nguyên khí, sau đó cùng với thời gian tiến thẳng đến cảnh giới nhân vương. Đây là một quá trình không thay đổi qua các thời đại. Tất cả mọi người đều phải đi theo hướng này. Thậm chí kể cả cụ ta và Lý Chính Đạo cũng không ngoại lệ. Người thanh niên này, tôi cũng có nghe nói đến, nghe nói cậu ta còn chưa đến 30 tuổi. Nhưng bên trong chắc còn có rất nhiều điều bí ẩn, ngay cả Bạch Khởi năm đó, ở độ tuổi của cậu ta cũng không thể có được thành tựu như vậy. Nhưng tất cả mọi người trên thế giới đều biết rằng, Bạch Khởi không những là chiến thần của Đại Tần, mà còn là nhân vật mà người đời sau không thể vượt qua được. Tôi nghĩ, tốt nhất nên đối xử tốt với một người như vậy thì hơn. Hơn nữa, theo tôi thấy, anh Âu Dương tốt nhất không nên xen vào chuyện của thế tục, nếu như để lỡ mất thời cơ tốt nhất, e rằng Thiên Sơn sẽ càng khó thống trị được năm đại danh Sơn. Lý Chính Đạo nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Tin tức về việc Tiêu Chính Văn giết chết Lữ Thanh Phong sớm đã lan truyền khắp nơi. Lý Chính Đạo cũng đã từng nghe thấy rất nhiều tin đồn về Tiêu Chính Văn. Nhưng Lý Chính Đạo có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải là Tiểu Thái Tông. Khác với những người khác, Lý Chính Đạo đã từng đích thân bước vào trụ sở của Thiên Đạo Minh Ước và nhìn thấy di thể của Tiểu Thái Tông. Lý Chính Đạo là một trong những người chứng kiến Tiểu Thái Tông tử trận. Cho dù nhà họ Quý có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể khiến người chết sống lại được. Anh Lý đang nói đến việc liên quan đến Tiểu Thái Tông sao? Âu Dương Nghi vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Lý Chính Đạo. Thực ra bất cứ ai có công với Hoa Quốc cũng không nên bị năm đại danh Sơn chèn ép, tôi nghĩ, chắc hẳn ông và tôi cũng đoán được thân phận của cậu ta rồi. Lý Chính Đạo lạnh nhạt nói. Sau đó lại nhấp một ngụm trà, Lý Chính Đạo nghiêm mặt nói, còn nữa, anh Âu Dương đâu cần phải giành quyền lợi với người của thế tục chứ. Ở đẳng cấp của chúng ta, tiền bạc và địa vị đều là phù du, sao phải làm khó cậu ta? Theo tôi được biết. Anh Âu Dương đã bí mật cho người đối phó với nhà họ Lãnh của Giang Trung, những người thường dân thôi mà, cho dù anh Âu Dương không ra tay thì bọn họ còn có thể sống được mấy ngày. Âu Dương Nghi là cao thủ số một ở giai đoạn sau bán bộ nhân vương, hơn nữa gần như sắp có bước đột phá. Chỉ cần cụ ta bước thêm bước nữa, thì có thể đạt đến cảnh giới nhân vương thống trị thế giới. Vì vậy, năm đại danh Sơn và hầu hết tông môn của Võ Tông đều phải nghe lời và phục tùng cụ ta. Hơn nữa, thâm niên của Âu Dương Nghi trong Võ Tông rất cao, ngay cả các thủ lĩnh và viện trưởng của năm đại danh Sơn từ vùng ngoài lãnh thổ trở về bây giờ cũng phải tôn vinh cụ ta là sư thúc. Hừ, tôi chỉ cảm thấy, nhà họ Lãnh không chỉ đang làm việc cho người đó, mà còn ra sức cho giới chính trị, bây giờ xung đột lợi ích giữa năm đại danh Sơn chúng ta và giới chính trị quá lớn. Cho nên, vấn đề xóa sổ thế lực của nhà họ Lãnh cũng là việc bắt buộc phải làm. Ngoài chuyện này ra, tôi cũng rất muốn thông qua người của nhà họ Lãnh để dụ cậu ta ra ngoài, hôm đó, người này chưa được sự cho phép của tôi đã tiêu diệt hàng ngàn đệ tử của Học viện Kiếm thuật Thiên Sơn. Hành vi này chẳng khác nào tuyên chiến với Thiên Sơn của tôi, thù này nếu không trả, thì Thiên Sơn tôi làm sao thống lĩnh được năm đại danh Sơn. Âu Dương Nghi nói với vẻ mặt lạnh lùng. Dĩ nhiên, đây chỉ là một trong những lý do của Âu Dương Nghi. Còn về lý do thực sự cụ ta muốn đối phó với nhà họ Lãnh, ít nhất bây giờ cụ ta vẫn chưa thể nói ra. Chỉ là một thằng danh thôi mà, anh Âu Dương sao phải coi trọng như vậy? Lý Chính Đạo nói xong, rồi đặt tách trà trên tay xuống, ngay sau đó cụ ta xoay người rời khỏi ngọn núi cao nhất của Thiên Sơn. Lúc này, Khương Vi Nhan vừa mới kết thúc buổi họp báo cáo sản phẩm, sau khi xuống đơn đặt hàng, đã về ngay Sơn Thành. Chỉ là trên đường đi. Ai nấy đều nhìn về phía Khương Vi Nhan với ánh mắt kính sợ, điều này khiến cô không quen lắm.
hiện giờ địa vị của Tiêu Chính Văn ở Sơn Thành như mặt trời ban trưa. Đừng nói là các tông môn của các võ tông, cho dù là đệ tử của năm đại danh Sơn cũng phải đi đường vòng, huống chi là những người bình thường. Sau khi về đến cửa tiệm Ngọc, Khương Vi Nhan hỏi xem gần đây có chuyện gì lớn xảy ra không, nhưng mấy người Chu Lâm Lâm đâu dám nói cho Khương Vi Nhan những việc đã xảy ra. Đừng nói là Khương Vi Nhan không tin, ngay cả những người chứng kiến như bọn họ đến bây giờ cũng chưa hết bàng hoàng. Vì vậy, họ chỉ đơn giản trình bày một số công việc làm ăn cho Khương Vi Nhan. Chồng à, nhìn xem lần này em đã mang cái gì về này. Khương Vi Nhan vừa nói, vừa đưa một gói hàng nhỏ vào tay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn hơi ủ rũ mở gói hàng ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ, đến khi mở nắp hộp gỗ ra, Tiêu Chính Văn mới phát hiện thứ nằm bên trong hóa ra là một đóa hoa tử tiêu. Đây không phải là hoa tử tiêu sao? Làm sao em có được nó? Tiêu Chính Văn ngạc nhiên hỏi. Đây là bảo vật trong số các bảo vật, ngay cả người của năm đại danh Sơn cũng rất khó mà có được. Vài ngày trước Lãnh Kế Hồng đã cử người gửi đến đây đó, nghe nói là tình cờ mua được từ một doanh nhân nước ngoài, em nhớ lần trước anh đã dùng loại thảo dược này để chế tạo phá cảnh đơn, nên mới mang nó về. Tiêu Chính Văn nghe vậy, liên tục gật đầu nói, ừ, đúng là loại thảo dược này, nhưng sau này em nhớ đừng mang theo thứ này mà chạy khắp nơi một mình, rất nguy hiểm. Nói xong, Tiêu Chính Văn vươn tay ôm lấy Khương Vi Nhan vào lòng nói, đừng nói là những người dân thường như chúng ta, cho dù là người của năm đại danh Sơn muốn có được một đóa hoa tử tiêu còn khó hơn lên trời. Nếu như bị người của bọn họ biết được tin này thì em đã gặp nguy hiểm trên đường rồi. Đối với anh, bất kể là báo vật gì, cũng không quan trọng bằng em. Khương Vi Nhan nghe thấy những lời yêu thương nghiêm túc như vậy của Tiêu Chính Văn, cô không khỏi mím môi cười, sau đó vùi đầu vào lòng Tiêu Chính Văn. Mặt khác, tại khu phố cổ ở thành phố Giang Trung, Long Ngũ đang đỡ lấy một người thanh niên bị đánh đến mức toàn thân be bét máu. Xung quanh có hàng chục vệ sĩ và một người thanh niên mặc quần áo bảnh bao đang bao vây anh ta. Tôi biết anh. Không phải anh từng là tay sai của vua Bắc Lương sao? Ngay cả việc của cậu chủ tôi mà anh cũng dám quản à? Tôi thấy anh chán sống thật rồi. Người thanh niên cười khẩy, đi về phía Long Ngũ. Người đàn ông trẻ tuổi tên là Phùng Thiên Hựu, là con nhà họ Phùng có tiếng ở Giang Trung. 2 năm gần đây nhà họ Phùng dựa vào hợp tác với Học viện Thiên Kính của Hằng Sơn để đuổi kịp xu thế của nhà họ Lãnh. Hơn nữa nhà họ Phùng khác nhà họ Lãnh là trong tay không chỉ kiểm soát sản nghiệp giải trí của cả Giang Trung mà còn có nhiều nhà máy và hàng trăm chuỗi cửa hàng. Có xu thế cắt ngang tất cả xu thế ngành công nghiệp ở Giang Trung. Người đàn ông trẻ vừa rồi bị thương nặng chỉ vì vô tình đụng vào Phùng Thiên Hựu khi đi đường mà sau đó bị Phùng Thiên Hựu đánh cho tơi tả. Long Ngũ chỉ là đi đường gặp chuyện bất bình mới bảo vệ người đàn ông sau lưng. Thấy đối phương nhiều người. Long Ngũ dìu người đàn ông bị đánh sang một bên trước, sau đó lướt mắt nhìn đám vệ sĩ đồ đen đằng sau. Nếu là trước khi linh khí được khôi phục thì có thể mấy tên vệ sĩ này còn có thể đỡ được vài chiêu của Long Ngũ, dù sao ai nấy trong số họ cũng có thực lực cảnh giới chiến thần. Nhưng sau khi linh khí khôi phục, thực lực của đám người Long Ngũ cũng nhanh chóng tăng lên, nhất là sau khi có được phá cảnh đan, mấy người Long Ngũ lần lượt đột phá cảnh giới thiên thần. Trước mặt cao thủ cảnh giới thiên thần thì đám vệ sĩ cảnh giới chiến thần này không đủ tư cách để đánh. Này, dám chặn đường của cậu Phùng, tôi thấy anh chán sống rồi. Một tên vệ sĩ bước lên trước chỉ vào Long Ngũ tức giận mắng. Sao thế, các anh ỷ vào mình thế đông quyền lớn mà có thể tùy tiện ăn hiếp người sao? Long Ngũ nhíu mày hỏi. Phùng Thiên Hựu cười khẩy, nhiều người. Ha ha, xem như anh nói đúng. Tên này là rác rưởi dưới tầng đáy của xã hội mà cũng dám đụng vào ông đây à? Dù sao có để lại 2 mắt cho anh ta cũng không có tác dụng, chỉ bằng ông đây giúp anh ta lấy ra nhỉ. Nói rồi Phùng Thiên Hưu chỉ vào người đàn ông phía sau Long Ngũ. Lẽ nào các anh không sợ pháp luật trừng trị sao? Long Ngũ tiến lên trước một bước chặn đường một vệ sĩ lại. Hả, mẹ nó, ai dám không nghe theo, bảo anh bước ra đây. Mẹ kiếp. Anh muốn chết sao, không để Phùng Thiên Hựu nói hết câu, Long Ngũ đã lấy giấy tờ cá nhân của mình ra. Bây giờ Long Ngũ cũng thuộc quản lý ngự lâm quân của Long Thất, chỉ là thân phận rất đặc biệt nên bình thường cũng khá rảnh rỗi. Thấy giấy chứng nhận đặc biệt của Long Ngũ, con người Phùng Thiên Hựu co rút lại, sau đó lại cười nhạo.
Nếu là 5 năm trước có lẽ Phùng Thiên Hựu đã quỳ xuống xin tha. Nhưng bây giờ linh khí khôi phục, thế lực của năm đại danh sơn không kém cạnh gì với giới chính trị, ngược lại còn có xu hướng mạnh thêm. Chỗ dựa của nhà họ Phùng lại chính là Hằng Sơn trong năm đại danh sơn. Thế nên chỉ hơi sửng sốt, sau đó Phùng Thiên Hựu chạm nhẹ vào giấy tờ cá nhân của Long Ngũ nói, ồ, chức vụ này không thấp, tiếc là bây giờ không phải một mình giới chính trị là lớn đâu. Ông đây là đệ tử ngoại môn của Hằng Sơn, một thống lĩnh ngự lâm quân nhỏ như anh còn dám làm gì được tôi sao? Người đâu, đánh hắn cho tôi. Hắn vừa dứt lời, mười mấy vệ sĩ cùng lúc xông lên nhào đến chỗ Long Ngũ. Cho dù là bây giờ thì cao thủ cảnh giới chiến thần cũng chỉ đủ để ứng phó với người bình thường. Nhưng với Long Ngũ thì lại như gãi ngứa. Chỉ thấy một tay Long Ngũ giơ ra, hai tên vệ sĩ đã bị Long Ngũ túm lấy áo quần. Long Ngũ chỉ hơi dùng sức một chút đã đánh ngất hai tên vệ sĩ này. Sau đó Long Ngũ lại tiếp tục đánh mấy người phía sau, chưa đến một phút mười mấy vệ sĩ đã bị Long Ngũ đánh ngã xuống đất. Thấy cảnh tượng này Phùng Thiên Hựu không khỏi ớn lạnh. Vệ sĩ của mình đều là những người có võ công, hơn nữa tệ nhất cũng là cao thủ cảnh giới chiến thần địa cấp. Không ngờ lại không thể đánh quá một chiêu với tên trước mặt này. Thấy Long Ngũ sải bước đi về phía mình. Phùng Thiên Hựu cũng hơi hoảng hốt chỉ vào Long Ngũ nói, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh đừng có mà qua đây. Tôi, anh họ tôi là Phùng Tiếu Thiên. Chỉ cần anh dám động vào tôi thì tôi sẽ nói anh tôi đang chuyện các anh tự ý làm người khác bị thương lên mạng. Phùng Thiên Hựu vừa lùi về sau vừa đe dọa Long Ngũ. Phùng Tiếu Thiên mà hắn nói chính là nghệ sĩ giải trí đang nổi tiếng hiện giờ, có hơn 2 triệu fan trong nước. Hắn nghĩ chỉ riêng điều này thôi đã đủ để dọa nạt Long Ngũ rồi, dù sao Long Ngũ cũng là người của giới chính trị, sợ nhất là bị người khác bôi nhọ. Huống gì còn là bóc phốt của một nghệ sĩ lớn điểm danh chỉ mặt trên mạng, Long Ngũ không bị nghiêm phạt mới lạ. Nghe hắn nói thế Long Ngũ cũng hơi sửng sốt. Bây giờ Phùng Tiếu Thiên nổi tiếng ai cũng biết, chỉ một câu của gã là có thể đảo ngược trắng đen. Dù sao mức độ nổi tiếng của gã vẫn còn đó. Hơn nữa người này lại liên tục dây dưa với người của năm đại danh sơn, nếu anh ta cũng dính vào tranh chấp này thì khó đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho giới chính trị. Thật ra Long Ngũ không quan tâm đến vinh nhục cá nhân, chỉ là anh ta và Long Thất đều biết rõ quan hệ hiện giờ của giới chính trị và năm đại danh sơn cực kỳ vi diệu. Thấy Long Ngũ hơi do dự, Phùng Thiên Hựu vô thức nghĩ Long Ngũ đã bị mấy lời của mình dọa sợ. Thế là hắn đắc ý nói, dù anh là ngữ lâm quân thì thế nào? Đừng nghĩ tôi không biết anh là lính cũ của Tiêu Chính Văn, chỉ cần anh dám động một đầu ngón tay của tôi thì chuyện Tiêu Chính Văn dung túng cho lính cũ đánh dân thường sẽ bị lan truyền khắp Hoa Quốc. Chỉ là Phùng Thiên Hựu không ngờ nếu hắn không nhắc đến Tiêu Chính Văn thì có lẽ Long Ngũ sẽ tha cho hắn một mạng vì quan hệ giữa giới chính trị và năm đại danh sơn. Nhưng nhắc đến Tiêu Chính Văn, vẻ mặt Long Ngũ lập tức thay đổi. Nếu vua Bắc Lương gặp chuyện tương tự sẽ giải quyết thế nào? Nghĩ đến đây Long Ngũ quay đầu lại nhìn người đàn ông bị đánh đến mức cả người đều là vết thương. Đúng thế, nếu là Tiêu Chính Văn tuyệt đối sẽ không tha cho Phùng Thiên Hựu. Sau đó không để Phùng Thiên Hựu nói nữa, Long Ngũ đã tiến lên một bước nhấc bổng Phùng Thiên Hựu từ dưới đất lên, sau đó dùng sức quăng mạnh hắn xuống đất. Dầm, cú quăng mạnh này khiến nền đất xuất hiện từng vết nứt rạn. Đầy đủ để lấy đi nửa cái mạng của Phùng Thiên Hựu. Phụt. Phùng Thiên Hựu nôn ra ngụm máu lớn, cực kỳ không cam lòng trợn mắt nhìn Long Ngũ nói, này, anh chắc chắn sẽ phải trả giá cho chuyện này. Trả giá, Long Ngũ cười gằn, nhìn Phùng Thiên Hựu nói, nếu anh đã nói thế thì cho anh sống có tác dụng gì nữa. Cái gì, Phùng Thiên Hựu không ngờ Long Ngũ lại dám giết hắn giữa đường. Nhưng không để hắn kịp xin tha, Long Ngũ đã đánh ra một cú đấm như bao cát. Một tiếng cực lớn vang lên. Cơ thể Phùng Thiên Hựu văng ra xa. Cho đến lúc chết Phùng Thiên Hựu thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết thì mạng sống đã không còn. Tin tức Long Ngũ đánh chết Phùng Thiên Hựu trên đường chẳng mấy chốc đã lan truyền đến Long Kinh. Tần Vũ không có phản ứng gì với chuyện này, cứ như loại người như Phùng Thiên Hựu nên chết từ sớm. Ngược lại là Vương Quốc Xương, vừa nhận được tin tức đã giận như thể dẫm phải bom. Long Ngũ này đúng là to gan. Dám giết cả người nhà họ Phùng. Lẽ nào cậu ta không biết nhà họ Phùng là đệ tử ngoại môn của Hằng Sơn sao?
đúng là làm phản hết rồi. Ở nơi khác, trong một căn biệt thự ngoại ô Long Kinh, một người đàn ông trẻ tuổi đang cầm ly rượu vang chậm rãi thưởng thức. Đối diện là một chàng trai có vẻ ngoài rất tuấn tú. Người này chính là Phùng Tiếu Thiên mà Phùng Thiên Hựu đã nói. Bây giờ Phùng Tiếu Thiên đã trở thành ngôi sao hạng A của giới giải trí thế hệ mới, có lượng fan đông đảo. Thậm chí một câu nói của gã đủ để dậy lên làn sóng dư luận ở Hoa Quốc. Lúc này sắc mặt Phùng Tiếu Thiên cực kỳ khó coi, nghiến răng nói, anh Lạc, tôi đã quyết định việc anh đã nói với tôi trước đó rồi, tôi chấp nhận tất cả điều kiện của các người. Lạc Tề Anh khẽ gật đầu nói, ừ, quyết định bày của anh rất thông minh, nhà họ Phùng các anh không thể gửi gắm hết mọi niềm tin vào Hằng Sơn được. Như cái chết của em trai anh, Hằng Sơn đã lên tiếng nói gì chưa? Chắc chắn họ sẽ không can thiệp vào, ngược lại Thiên Sơn bọn tôi rất sẵn lòng giúp anh. Hừ, cho dù người giết em trai tôi là ai cũng phải chết. Dứt lời, Phùng Thiên Tiếu ngẩng đầu lên uống cạn ly rượu vang, sau đó vung tay làm vỡ ly rượu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 88.